À, kính thưa quý vị, thì thật ra là đây là những cái trường hợp có thể là gây ảnh hưởng cục bộ nặng hoặc nhẹ tùy trong tình huống ha. À, nhưng mà ta nói là đi làm vườn có nghĩa là còn đi lính là còn bị thương đó, là những cái tình huống này chúng ta sẽ gặp thường xuyên. À, thì vấn đề thứ nhất là chủ động nè, có nghĩa là bà con tăng liều, mà có thể là tăng liều những cái dạng như là nhũ dầu hoặc là dạng bột và nước, hoặc là chúng ta phun vô cái điều kiện nắng nóng thì nó vô tình nó cộng gộp để nhau gây ngộ độc là cũng có. Cái tình huống này là phổ biến nha, thường xuyên nha. Tình huống thứ hai đó là bà con mình hòa tan chưa hoàn toàn thì chúng ta đã đem phun rồi. À, trong tình huống này đơn giản như thế này, có nghĩa là có một số sản phẩm không biết cộng được hay không, nhưng mà bà con đã đổ chung vô cùng một lúc và đã đổ trong bình phun luôn rồi. À, cho nên là chúng ta nhìn bằng mắt thường bên ngoài thì chúng ta thấy đã tan, nhưng mà thật ra là nó không tan, hoặc là nó sẽ có lắng bên dưới, nó kết tổ nó lắng xuống bình phun bên dưới mà chúng ta không có cẩn thận, chúng ta không xem lại. À, thì cái đoạn bên dưới nó sẽ còn cặn, hoặc là những cái phản ứng mà nó kỵ nhau đó. À, thì cái còn ở đoạn cuối khoảng 10 đến 20% trên bình phun đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng trên cái khoảng cây mà mình phun cái lượng dung dịch đó ra, thì nó sẽ gây ảnh hưởng cục bộ là cũng có rồi. Hoặc là một cái tình huống cũng dễ gặp, cũng dở khóc dở cười, đó là ảnh hưởng là do cái lần phun này, cái bình phun nó còn cái hơi thuốc cỏ của trong cái bình phun của lần trước, có nghĩa là cái bình phun đó mà con mình lấy đi phun thuốc cỏ xong rồi về chúng ta xử lý chưa thật sự sạch, rồi xong rồi lần sau chúng ta ngay cái bình đầu tiên mình phun thuốc cho lần sau thì ngay cái vị trí nào phun cái bình phun đó là nó sẽ bị ảnh hưởng ha, là cũng có rồi. Một cái tình huống nữa chắc chắn sẽ bị, đó là hiện tượng chồng lối. Thì thực ra chồng lối này thì chủ yếu là trên cái cây lúa và cây rau màu. À, có nghĩa là cái lối phun đó đó bà con mình đã đi ngang đã phun rồi một lần rồi, rồi một tí xíu sau mình pha cái bình phun sau mình đi cái lối cặp bên, nhưng mà vô tình thì mình đi chồng lại cái lối cũ thì nó sẽ có một phần là nó sẽ được phun hai lần. À, thì như vậy thì cái nồng độ lúc đó nó sẽ tăng lên, à, thì có khả năng cũng gây ngộ độc, thì chuyện này nó cũng có. Rồi một cái phần nữa là nhiễm thuốc cỏ do gió bay này quý vị, có nghĩa là do cái điều kiện canh tác khác nhau cho nên là một số cái loại cây trồng thì người ta sẽ dùng cái thuốc cỏ khai quang, hoặc là cỏ cháy để người ta phun trên cái ruộng lúa đó, thì vô tình nó sẽ bay sang những cái vườn cây ăn trái và nó sẽ ảnh hưởng những cái cây ở lối cặp bìa, do cái gió nó thổi bay qua là gây quéo lá thì cũng có. Rồi một cái phần nữa là thuốc sẽ bị biến tính, thì cái biến tính này nó không phổ biến nhưng mà do như thế này. À, một cái loại số thuốc mà dạng XE đó quý vị, hoặc là một số cái nhóm khác thì khi bà con mình đã sử dụng còn là một phần á, thì chúng ta để trong đó rồi nó lâu lâu nó sẽ tách lớp hoặc là nó sẽ lắng cặn. À, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta lại không có lắng ha, cho nên là chúng ta cứ cầm cái chai chúng ta rót ra thôi, thì cái phần tách lớp đó thì nó sẽ không mang lại cái hiệu quả tốt, hoặc là những cái thuốc mà quá hạn mà mình không hay. Ví dụ như mình khi mà mình mua thuốc thì đâu đó nó còn khoảng chừng vài tháng nữa hết đát rồi, nhưng mình xài lần đó thì không ảnh hưởng. Rồi một cái ngày nào đó chúng ta gặp lại cái dịch hại đó một lần nữa thì chúng ta lấy cái thuốc này ra chúng ta phun mà chúng ta quên xem lại cái đát thì nó cũng có khả năng gây ảnh hưởng và gây ngộ độc cho cái cây trồng. Rồi và thêm một cái điều nữa thì sẽ chắc chắn cũng sẽ có, đó là chúng ta phun vào đúng cái giai đoạn ra hoa, ngay cái giai đoạn mà quá mẫn cảm đối với cây trồng. Thì cho dù bà con mình lựa chọn thuốc tốt nhưng mà do cái thời tiết cũng như là cái tác động của cái cây trồng, sức khỏe hay sự suy yếu gì đó thì nó sẽ gây ra hàng loạt về cái vấn đề rụng hoa rụng trái. Tuy có thể là không ngộ độc trực tiếp do dùng lá, nhưng mà vô tình thì cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng kinh tế của chúng ta, nên là chúng tôi cũng liệt vào cái trường hợp đó là gây ngộ độc cho cây trồng. Rồi thì đây là xung quanh những cái tình huống mà trong cái cuộc sống, trong quá trình canh tác mà bà con sẽ chắc chắn gặp một hai tình huống này một lần rồi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết chung, do cái thuốc bảo vệ thực vật là một cái chuyện hết sức cấp tính. Khi mà chúng ta đã phát hiện càng sớm thì chúng ta phun càng sớm thì hiệu quả càng cao, chúng ta phát hiện càng trễ càng nguy hiểm và khả năng quản lý mang lại hiệu quả tốt nó sẽ càng kém. Còn như vậy thì chúng tôi sẽ quản lý chung cho tất cả những cái trường hợp mà chúng ta gọi là ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Rồi thì các bước nó cũng tương tự thôi quý vị, nhưng mà nó sẽ có ưu tiên nặng nhẹ tí xíu thôi. Đây, các bước xử lý thì ở đây quan trọng nhất là bước 1 và tốn kém nhất cũng nằm trong bước 1 quý vị. Đó là chúng ta phải làm loãng được chất độc và giải độc cho cây là ngay lập tức luôn, không cần nói gì nhiều. Tại thuốc bảo vệ thực vật là chúng ta chủ yếu là ngộ độc qua dùng lá là chủ yếu, giải độc liền. Đó là chúng ta phải phun đẫm nước, có nghĩa là lượng nước phải tăng gấp rưỡi so với gấp đôi so với điều kiện thông thường mà con mình phun thuốc, và kết hợp hàng loạt những cái chất hỗ trợ trong đó thì có thể là canxi, amino acid, vitamin, dịch gông biển, một số chất kích thích như GABA, bacillolide hoặc là nitrophenol. À, đều có hoạt động trong này hết. À, cho nên là về thuốc bảo vệ thực vật thì cái bước số 1 này là cái bước quan trọng nhất, nhưng mà đương nhiên thì chúng ta chọn hai hoặc ba chất trong số những chất này thì tùy theo tình huống chúng ta sẽ chọn. Rồi bước thứ hai thì sau khi bước thứ nhất
thực hiện xong thì chúng ta thực hiện ngay bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ tưới humic cho dùng rễ hoặc là cộng thêm dịch cồn biển hoặc amino acid qua dùng rễ thì vẫn có thể tưới thêm cho cây để hỗ trợ hấp thu từ rễ. Và cuối cùng là khi những cái bước này đã thực hiện thành công thì 2-3 ngày sau tùy theo cái mức độ ngộ độc của cây, nếu mà có dấu hiệu phục hồi thì chúng ta sẽ bón thêm hữu cơ cho cây để tăng cường cái hệ điểm cũng như là cái dinh dưỡng để hỗ trợ cho cây trồng vượt qua điều kiện bất lợi tốt nhất. Thì đây là ba cái bước cơ bản và bước quan trọng nhất trong video ngày hôm nay cần nói tới nhiều, đó là bước thứ nhất này. Trên cái ngộ độc trừ thuốc bảo vệ thực vật nó sẽ rất là nhanh, có nghĩa là bà con mình phun chỉ cần sau vài giờ thôi là mình đã có thể phát hiện rồi ha. Có nghĩa là nếu như bà con mình phun buổi sáng hay là buổi chiều hôm nay thì sáng hôm sau là có thể mình phát hiện là cây sẽ có dấu hiệu lập tức. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy nó quéo lá, sang lá non nè, biến dạng nè, lập tức luôn ha. Thì đây là một cây cà chua mà chúng tôi lấy một cái tình huống trên cái bệnh khảm chứ không phải là do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mà cái tác động săn lá của cái thuốc bảo vệ thực vật nó cũng tương tự như thế này quý vị. Có nghĩa là trên cái cây trồng cơ đọt non lá mũi giáo rồi ha, là coi như là quéo như thế này là có hết. Rồi, cái việc cháy lá thì nó sẽ lon lỗ và nhiều vị trí trên cây. Chứ nó không phải là giống như cái nấm bệnh gây hại ha, nó sẽ cháy rất là nhiều vị trí. Và chắc chắn là trùng đọt. Thuốc bảo vệ thực vật ngộ độc ngọn rồi là chắc chắn là trùng ngọn, nhưng không đường nào chạy khỏi quý vị. Và nếu mà nặng thì nếu như mà sau 1-2 ngày bà con mình phải phát hiện thì chắc chắn là cái tình trạng rụng lá hạt lọt nó sẽ diễn ra ha. Ví dụ như vườn chúng ta ở xa quá, chúng ta phun rồi thấy an tâm quá rồi 1-2 ngày sau không thăm, rồi tới chừng ra mà rụng lá như thế này là nặng lắm rồi. Còn nếu mà tốt nhất thì sau khi bà con mình phun thuốc, đặc biệt là những cái loại mà mình chưa gõ gì nó, thì nên thăm vườn sau 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ gì đó. Sau khi chúng ta phun xong thì chúng ta xem thử ở những cái vị trí nhạy cảm như thế nào. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phân biệt giữa cái ngộ độc cho thuốc bị giật giật và nấm bệnh thì nó sẽ có những đặc điểm như thế nào. Thì kính thưa quý vị, thì nó sẽ có những cái điều cơ bản, có nghĩa là sau khi bà con mình đã phun thuốc bảo vệ thực vật rồi thì chúng ta phải kiểm tra vườn thì chúng ta vẫn có thể phát hiện ngộ độc được. Còn phân biệt thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Nếu mà về thuốc bảo vệ thực vật chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Ngộ độc có thể không hết vườn, tại có thể là bà con phun chỉ ngộ độc một bình thuốc đó thôi, do mình pha sai chẳng hạn. Thì nó sẽ bị liền kề là do những cái cây đó, những cái lối đó là mình đi chung một bình thuốc là sẽ bị. Còn nếu như bà con mình pha phi thì nó sẽ bị đều cả vườn. Còn nấm bệnh thì nó sẽ gãi ghép một vài cây bị cây không hoặc cách khoảng. Thì điều này rất là rõ ràng cho nên là rất là dễ tìm hiểu. Thứ hai là về lá. Nếu mà thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ săn và nó cuộn tròn lắm gì, những cái lá non nó cuộn tròn lại hết. Còn trên nấm bệnh thì có thể là nó cũng sẽ có cháy lá, nhưng mà chủ yếu nó cháy từ chớp lá, nó cháy vào cháy mép ha. Hoặc là nó cũng có săn hoặc bị cong nhẹ thôi, chứ không bao giờ bị cuốn tròn và dị dạng quá nhanh giống như cái thuốc bảo vệ thực vật. Ví dụ như chúng ta thấy vài tiếng đồng hồ sau là có dấu hiệu, hoặc là 1-2 ngày sau khi phun là có dấu hiệu, thì cái nấm bệnh nó không có nhanh như vậy ha, hoặc nó không có mức độ nhiều đến mức độ như vậy. Trên cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ nổ lá là do cái nồng độ thuốc lúc đó nó cao quá, rồi gặp ánh nắng nó gọi vào nữa thì nó sẽ gây lủng ngay cái vị trí lá nó luôn. Nhưng mà nó không có tơ nấm. Còn bên cái nấm bệnh thì chắc chắn nó gây hại từ từ, và nó chỉ bị một số lá nào đó thôi, và trên cái vết bệnh chắc chắn sẽ có tơ nấm, hoặc là nó sẽ có những cái quần mà bà con nhìn thấy là biết là do nấm bệnh đi. Rồi, về nấm bệnh thì có một số loại nấm bệnh thì nó không gây ảnh hưởng lực non quý vị. Ví dụ như nấm Colestochichum gây tháng thư thì chủ yếu phát triển mặt lá thôi. Rồi một số cái Hydroxonia Solani rồi này kia thì nó cháy lá thì nó rụng lá non, chứ còn đọt thì nó không ảnh hưởng nhiều. Còn đối với thuốc bảo vệ thực vật thì chắc chắn là cái hiện tượng trùng cái lá non, trùng đọt non là chắc chắn sẽ có liền ngay lập tức luôn. Rồi tình huống nữa là nếu như bà con mình phát hiện trễ thì thuốc bảo vệ thực vật sẽ rụng hàng loạt. Còn nếu mà nấm bệnh thì nó sẽ không có rụng hàng loạt mà nó rụng từ từ, có nghĩa là trên cái cành nào mà cái hệ rễ nó bị ảnh hưởng, ví dụ như phytop chẳng hạn, thì nó sẽ chỉ rụng những lá non của những cành đó thôi, chẳng hạn ví dụ vậy. Chứ không thể nào mà nó rụng cả vườn, rụng hàng loạt nhiều cây giống như cái thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên là những cái trường hợp này thì chúng ta cũng khá dễ phân biệt, chứ cũng không có gì khó. Rồi như vậy thì đối với ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật là cấp tính của gì, có nghĩa là cây chờ chúng ta cứu ngay lập tức, cho nên là bước này thực hiện làm ngay lập tức, đó là bước thứ một, làm ngay sau khi mình phát hiện thì phải phun giải độc liền, không có cách nào khác. Thì những vấn đề cốt lõi bà con mình cần nắm đó là đối với thuốc bảo vệ thực vật đã được hấp thu xong rồi thì cây mới ngộ độc ha. Cho nên là bây giờ cơ chế là mình phải đẩy nước vô nhiều thiệt nhiều để hỗ trợ cây giải độc, từ việc chúng ta phun qua lá cho đến việc tưới nước ha, phải nhiều thêm. Thì việc chúng ta phải phun đẫm toàn cây và chúng ta sẽ kết hợp với một số cái hoạt chất sau, và tùy theo chức năng của nó chúng ta cảm giác cần thiết thì chúng ta kết hợp. Thứ nhất đó là canxi qua lá, đây là dạng dung dịch nha quý vị chứ không phải lấy vôi phun nha. Thì canxi sẽ có tác động cân bằng ổn định lại màng tế bào,
do bà con biết là cái thuốc diệt vật thì nó sẽ gây quéo lá, cho nên là chúng ta ổn định màng tế bào cũng là một cái điều hết sức cần thiết. Và khi mà nếu như cây nó hỗ trợ được cơ chế giải độc này thì canxi nó sẽ hỗ trợ cho cái việc hình thành ra những tế bào mới để bung lại những cái độc non nào mà không quá ảnh hưởng á. Thì canxi có thể là chúng ta chỉ phun một lần này thôi, có nghĩa là trong tất cả những cái bước phun giải độc có thể là 2 lần hoặc 3 lần. Riêng canxi thì chúng ta chỉ cần phun ngay lần đầu tiên, lần quyết định đầu tiên này là quan trọng nhất, và lần đó phải có canxi. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ kết hợp thêm amino acid. Thì amino acid đây chính là những cái chất để tổng hợp nên những cái protein cần thiết cho quá trình hình thành ra những tế bào của cây. Cho nên là có amino trong thời điểm này đó thì nó cũng sẽ cân bằng được cái cây trồng của chúng ta, và những cái tế bào nào còn hoạt động được, còn có thể phát triển thì đưa amino vào thì nó tiếp tục nó phát triển để nó bung cái cơ chế phát triển tiếp tục của cây ha. Còn nếu mà những cái tế bào nó đã quá nặng, những cái bộ phận nó quá nặng thì nó không còn được cái chức năng này. Và một cái điều hết sức quan trọng không thể thiếu nữa đó chính là cái chất điều hòa sinh trưởng ha, đặc biệt là cái GA3. Thì trong điều hòa sinh trưởng thì ngoài GA3 thì bà con cũng có thể chọn gasinolide hoặc là cái nitrophenolide thì đều được hết. Thì một số những cái sản phẩm này nó sẽ kích thích cho cây trồng phát triển tốt hơn, hỗ trợ cho cái bước giải độc, cũng như là GA3 thì nó sẽ bước vào hỗ trợ và nó kết hợp với một số cái chất điều hòa sinh trưởng khác trong cây. Thì nó sẽ đánh một cái tín hiệu là giảm đi cái việc hình thành tầng rời. Tầng rời là gây rụng, quý vị có thể là rụng qua, rụng trái, rụng lá. Thì cái có cái GA3 vào thì nó sẽ giữ lại được cái việc này, là sẽ giảm đi cái việc rụng. Thì đó là cái mong muốn khi mà người ta đưa những cái chất kích thích vào hỗ trợ cho cái việc giải độc của cây. Và đương nhiên rồi, thì cơ thể nào đang suy yếu thì cũng sẽ cần vitamin, cho nên là cũng không có ngần ngại gì mà không đưa cái vitamin vào cái việc giải độc của cây trồng. Thì chúng ta có thể kết hợp cả 4 chất này trong cùng một lúc thì bình thường, hoặc là chúng ta có thể bỏ đi một chất, hai chất gì đó, nhưng mà cái điều hòa sinh trưởng là nên có nè. Có thể bỏ đi amino acid hoặc là cái bỏ đi cái vitamin, tùy theo bà con thấy mức độ nặng nhẹ. Rồi thì với cái bước mà chúng ta thực hiện cái việc phun giải độc này, bước này rất quan trọng và buộc chúng ta phải lặp lại, ít nhất là lặp lại thêm một lần nữa. Thì sau 2 đến 3 ngày tùy theo cái mức độ phục hồi của cây thì bà con sẽ nhận ra, thì chúng ta phải tiếp tục làm lại thêm một lần nữa. Thì lần sau này có thể bà con sẽ thay, như vậy lúc trước chúng ta phun GA3 rồi thì lần sau chúng ta phun gasinolide hoặc là nitrophenol cũng được. Rồi lần trước đã phun canxi rồi, lần sau không phun nữa. Lần trước phun amino, lần này muốn thêm thì thêm, còn không cần thì thôi, kết hợp gasinolide với vitamin hỗ trợ cũng được. Hoặc là chúng ta đổi sang những cái chất khác, những cái cơ chế khác thì cũng được, chứ không có gì, miễn làm sao những cái sản phẩm đó thì có chức năng hỗ trợ cho cây trồng giải độc thì chúng ta lặp lại thêm một lần nữa. Và thậm chí có thể là lặp lại 2 lần, cách nhau 2-3 ngày đó, tùy theo bà con đánh giá cái mức độ ngộ độc của cây trồng của chúng ta mà chúng ta sẽ giải quyết tùy theo tình huống. Rồi sang bước thứ hai là chúng ta sẽ làm ngay sau khi chúng ta phun, có nghĩa là chúng ta đã ưu tiên cái biện pháp phun giải độc rồi thì cái bước thứ hai này thì chúng ta sẽ làm liền. Có nghĩa là ví dụ như ngày hôm nay chúng ta đã phát hiện ra, chiều nay chúng ta phun thuốc để giải độc thì có thể trong ngày mai thì chúng ta tưới humic luôn, rồi chúng ta tưới những cái chất dưỡng rễ hỗ trợ làm mát cho cây trồng thì đều có thể được hết. Thì cái ưu tiên, cái hệ điểm đầu tiên là bà con phải sử dụng humic, thì này không giải thích lại nha, thì tại vì trong tất cả những vấn đề ngộ độc trước thì đều có sự tham gia của humic hết rồi. Ngoài ra thì bà con hoàn toàn có thể cộng thêm dịch rong biển hay là chất điều hòa sinh trưởng gì đó khác kết hợp chung với humic để chúng ta tưới cho dùng gốc luôn thì vẫn được, và có thể lặp lại sau 3 ngày nếu như chúng ta thấy cần thiết hỗ trợ thêm cho cây thì hoàn toàn có thể lặp lại. Rồi bước thứ ba thì đó là những cái dạng hữu cơ dễ tiêu ha, thì bà con có thể xem xét sau bước thứ hai vài ngày. Có nghĩa là bước này nó sẽ phụ thuộc vào bước thứ hai đã thành công hay chưa. Bước thứ nhất và bước thứ hai thành công thì mới tiến hành bước thứ ba. Tại do một số cái tình huống nếu mới là ngộ độc thật sự và không còn giải quyết được nữa thì bước thứ ba gãy phân thì chúng ta không cần thiết để làm. Nếu như mà phục hồi chưa được mà chúng ta gãy phân vô thì nó sẽ không mang lại tác dụng tốt, và thậm chí mang lại tác dụng xấu và tốn kém thêm cái chi phí của chúng ta. Vì vậy thì chúng ta sẽ quan sát sau 2-3 ngày sau cái việc xử lý ngộ độc của bước thứ nhất và bước thứ hai. Nếu như cây có dấu hiệu tư tỉnh tốt thì chúng ta sẽ thực hiện song song với bước lặp lại của bước thứ hai, có nghĩa là cái bước mà chúng ta tưới humic thì chúng ta lặp lại lần hai đó, thì chúng ta có thể kết hợp chúng ta gãy hữu cơ luôn. Thì bà con có thể lựa chọn những cái nhóm nhiều hữu cơ vi sinh hoặc là những dạng hữu cơ khoáng mà hữu cơ bột á, để cho nó tan cho nhanh và tạo điều kiện cây trồng hấp thu nhanh nhất, thì để cây nó lấy dinh dưỡng và tạo một cái hệ điện bên dưới vùng rễ để ổn định cho cái cây trồng của chúng ta. Chứ ngay lúc này thì không thể nào cung cấp dinh dưỡng ngọt ngạt lên trên cái cây trồng của mình nhiều quá được, cho nên là điều kiện này bà con chỉ can thiệp bằng hữu cơ vi sinh hoặc là hữu cơ khoáng dạng bột thôi, chứ chúng ta không can thiệp NPK nha.
hay còn gọi là chung cho tất cả những nhóm hóa học, thì chúng ta chưa được can thiệp vào trong lúc này, tại vì rễ cây trồng nó cũng không có khả năng hấp thu cao đâu, và cũng khả năng là rất dễ gây ảnh hưởng cho cây ha. Rồi kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ nói thêm một cái trường hợp khá là hy hữu nhưng mà sẽ có gặp, đó là nó nhạy cảm trong cái trường hợp mà cây đang ra hoa đầu trái mà gặp cái hiện tượng ngộ độc ha. Thì rõ ràng là chúng ta đã từng khuyến cáo với nhau là trong cái giai đoạn ra hoa đầu trái thì bà con hạn chế can thiệp thuốc bảo vệ thực vật, tốt nhất là nên can thiệp ở giai đoạn trước đó để quản lý cho giai đoạn đó. Nhưng mà vô tình thì trong cái điều kiện dịch hại hay là mưa buộc phải phun, nhưng mà vô tình thì chứ cũng không ai muốn, thì vô tình trong lúc này thì lại bị ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật trong cái giai đoạn này thì nó cực kỳ nhạy cảm. Cho nên thì chúng tôi sẽ nhấn lại cái điểm này ngay trong cái thời điểm ra hoa đầu trái. Thật ra cái việc thành công này nó ở cái mức độ gọi là 50-50 nha quý vị, tại vì nó quá nhạy cảm nha. Cho đó thì chúng ta vẫn xem lại cái bước 1 là bước quan trọng nhất. Thì bước này buộc bà con phải phun kỹ trong lần đầu tiên này, buộc phải thành công. Tại vì trong lần đầu tiên này không thành công thì cây rụng qua rụng trái hết rồi, thì nó cũng không còn ý nghĩa gì cho những lần sau nữa ha. Như vậy thì nó sẽ có khác biệt tí xíu, đó là bước thứ nhất trên những cây sinh trưởng bình thường bà con mình sử dụng canxi. Còn đây là giai đoạn ra hoa đậu trái nên là chúng ta sử dụng canxi bo ha. Như vậy thì bà con lựa cái sản phẩm chứa cả canxi và bo luôn cho dễ. Thì lúc này thì canxi sẽ giúp cân bằng và ổn định màng tế bào cần cho hình thành tế bào mới y như cũ ha. Bo đưa vào để kéo dài sự sống của hạt phấn, tăng tỷ lệ giữ hoa và giữ trái lại ha. Cho nên cái cử này nó khá là quan trọng nên buộc phải có canxi và bo. Rồi về chất điều hòa sinh trưởng thì bà con chúng ta ưu tiên sử dụng GA3 Gibberellin ha. Để làm chi? Có cơ chế là giảm hình thành tầng rời, có nghĩa là giảm cái khả năng rụng hoa rụng trái. Thì cái chất điều hòa sinh trưởng này nó sẽ đánh dấu hiệu kết hợp với một chất điều hòa sinh trưởng khác trong cây, đánh dấu hiệu cho cây là không hình thành tầng rời, giảm đi cái việc hình thành tầng rời, thì cái khả năng giữ hoa giữ trái nó có thể là cao hơn. Đó là về mặt lý thuyết. Rồi bên cạnh đó thì nếu mà giai đoạn qua trái thì bà con vẫn có thể kết hợp amino acid hoặc là vitamin là bình thường. Rồi nếu mà bên cạnh đó thì nếu như mà trong cái giai đoạn đang trái non và bà con đang tác động để mà sử dụng những cái hóa chất chống rụng trái non thì hoàn toàn có thể kết hợp thêm cái phân bón lá 15-30-15 bình thường ha. Thì có nghĩa là cái điều kiện này nó sẽ có khác biệt hơn so với cây sinh trưởng bình thường là chúng ta kết hợp canxi bo chứ không phải là ghi canxi. Chất điều hòa sinh trưởng thì chúng ta nên ưu tiên GA3 trong cử đầu, còn những chất khác chúng ta ưu tiên cho chữ sau cũng được. Amino hoặc là vitamin có thể có một hoặc hai hoặc có thể có cả hai tùy theo bà con chúng ta quyết định. Rồi còn nếu mà đang trong giai đoạn phát triển trái non mà cần cái việc chống rụng thì hoàn toàn có thể cộng luôn phân bón lá vẫn được, còn nếu mà những giai đoạn khác thì có thể không cần. Thì đó là tùy theo điều kiện mà bà con chúng ta thực hiện lựa chọn và giải quyết. Rồi kính thưa quý vị, thì với giai đoạn ra hoa đậu trái sau khi chúng ta phun cái lần thứ nhất thì chúng ta phải chờ đợi kết quả nha. Sau khi chúng ta phun lần một khoảng 2 ngày thì chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ rụng hoa và rụng trái trên vườn mình như thế nào mà đánh giá được, đúng không? Có nghĩa là ngay cái ngày mà nó bị ngộ độc là nó đã có rụng, nhưng mà chúng ta phun để mà giải độc rồi, hỗ trợ cho việc giữ hoa giữ trái rồi, 2 ngày sau tỷ lệ đó còn nữa hay không? Nếu mà tiếp tục vẫn còn thì bà con mình thật sự nên đánh giá đi là có nên tiếp tục phun để mà giữ hoa giữ trái lần nữa không, hay là chúng ta chuyển sang phương án chăm sóc khác. Chăm sóc khác ở đây là gì ạ? Có nghĩa là giai đoạn hoa trái này chúng ta không thành công thì chúng ta quay trở lại chăm sóc cây ở giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng bình thường để nuôi lại cơ đọt mới ha. Thì thật ra thì nói như lúc này thì nghe nó hơi không được mát tai, nhưng mà thật sự là trên cơ bản về thực tế trên cái sản xuất của mình nó đang là như vậy. Nếu mà thật sự mà bị nhạy cảm ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật ngay giai đoạn ra hoa ra trái là khả năng cứu là 50-50 rồi quý vị. Thì sau một lần phun sau 1-2 ngày là quý vị đã có thể biết được việc này rồi. Thì nếu như chúng ta giữ được, giữ nhiều hơn 50% số hoa số trái trên lần thứ nhất, tiếp tục lần thứ hai chúng ta làm ngay nữa để mà tiếp tục giữ cái việc này. Còn nếu mà tỷ lệ đó không được giảm, không chặn đứng được thì chúng ta sẽ xem xét là có nên là thôi bỏ mùa trái này luôn hay không, để mà chúng ta chăm sóc lại cây cho giai đoạn sinh trưởng thì chúng ta sẽ lấy lại ở mùa sau. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục cố gắng trong cái giai đoạn này thì có thể là cái lượng hoa lượng trái lúc đó nó sẽ không được đủ để mà cứu cánh cho cái năng suất, cũng như là cái cây trồng của chúng ta nó sẽ suy yếu hơn nữa. Tại vì cái mức độ ngộ độc thì chỉ có chính quý vị mới biết được là nó nặng hay nó nhẹ, và thật sự là chúng ta đang bị ngộ độc về cái loại hoạt chất nào và cái thuốc gì. Thì rõ ràng thì trên cái điều kiện thực tế thì chính bà con chúng ta mới rõ. Cho nên là chúng tôi cũng sẵn sàng nói thẳng vào thực tế ở cho cái giai đoạn này để bà con đánh giá nó rõ ràng hơn. Rồi kính thưa bà con, thì trước khi để kết thúc cái việc video về ngộ độc này thì chúng tôi sẽ có một số cái lưu ý cho bà con chúng ta như sau.
Thứ nhất là để hạn chế cái việc ngộ độc thuốc và dược vật thì bà con hạn chế phun khi nắng ha, có nghĩa là buổi sáng mà nắng đã nóng quá rồi thì thôi bà con mình dừng đi, và có thể ngày mai phun hoặc chiều phun ha, và không nên tăng liều, đặc biệt là đối với những cái dòng như là OC nhuễm dầu hoặc là cái dạng WKB bột và nước, hoặc là chúng ta pha phải kỹ và tan hoàn toàn để cho cái WKB nó hoạt động và nó phân tán rồi thì chúng ta phun thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tránh cái việc quá gấp rút, đặc biệt là với WKB nha, bà con mình đổ cái hàm lượng độc đặc trực tiếp vào bình phun á, và sau đó đổ nước vô thì có thể nó trong một thời gian ngắn thì nó phân tán không đều đâu. Kiểm tra kỹ hạn sử dụng và lắc đều chai trước khi mà chúng ta gót ha, để mà chúng ta những cái sản phẩm nó tách lớp á, thì nó sẽ hòa lại với nhau trước khi mà bà con mình gót ra, thì như vậy thì thuốc nó mới đều. Hòa tan hoàn toàn trước khi phun ha. Đặc biệt thì những dạng như là bột và nước thì bà con phải kỹ cái việc này. Rồi đọc kỹ các chống chỉ định, có nghĩa là những cái loại thuốc nào không được cộng với nhau trên bao bì sản phẩm nó có để, nên là bà con phải đọc kỹ những cái phần này để tránh cái việc mà pha những cái loại thuốc mà không có tác động tốt cùng nhau ha, có nghĩa là không đi cùng nhau được mà bà con cộng chung thì nó cũng gây ngộ độc. Và chúng ta nắm kỹ những cái nguyên tắc pha trộn đó, thì trên kênh Sức Khỏe Cây Trồng thì chúng tôi đã thực hiện một cái video được bà con đón nhận khá nhiều về cái nguyên tắc phối trộn này, thì bà con có thể xem lại video trên đó. Rồi chúng ta kiểm tra kỹ những cái dụng cụ, đặc biệt là bình phun đó, có nghĩa là lần trước mà chúng ta đã phun thuốc cỏ thì bà con phải vệ sinh thật kỹ, và lần này thì phải kỹ nữa, rửa lại cái nữa đi cho nó chắc ăn đi, rồi chúng ta tiến hành phô ha thuốc mới ha, vậy để thôi nó ảnh hưởng cái thuốc cỏ của cái bình phun trước thì nó hơi kỳ. Rồi bà con thăm vườn kỹ sau khi mình phun, đặc biệt là giai đoạn ra hoa ra trái hoặc là đang ra nhú đậu non ha. Nếu mà chúng ta phun trong những giai đoạn nhạy cảm này thì sau khi phun vài tiếng đồng hồ thì bà con phải quan sát lại những cái vị trí hoa trái và đậu non này, xem nó có vấn đề gì không. Nếu mà chúng ta nghi ngờ có vấn đề hoặc là có những cái bất thường nào đó là phải lập tức sử dụng thuốc giải độc ngay nha. Rồi nếu mà đặc biệt trong giai đoạn hoa trái này mà buộc phải phun thuốc bảo vệ thực vật, không còn cách nào khác, thì bà con ưu tiên lựa chọn những dòng lưu dẫn thấm sâu ha, dạng WKG và dạng SC để mà giảm cái khả năng ngộ độc do cái nhũ dầu hoặc là ngộ độc do WKB. Nó không có thể hòa tan hết thì nó sẽ không bị hiện tượng này trên hoa trái. Thì nó giảm thôi nha quý vị, chứ không phải là nó hoàn toàn mà lúc nào cũng WKG với SC là nó sẽ tốt hết đâu. Tuy nhiên thì bà con lựa chọn này thì phương án nó vẫn an toàn hơn. Hoặc là bà con đánh giá được cái giai đoạn ra hoa nở hoa thì chúng ta phải dùng thuốc lưu dẫn và thấm sâu á. Chúng ta phun trước đó để những cái loại thuốc nó đã lưu dẫn và thấm sâu vào trong cây rồi, nó vẫn có tác động quản lý nấm bệnh và côn trùng ở cái giai đoạn cây đang ra hoa đầu trái. Thì như vậy chúng ta sẽ an toàn hơn, hiệu quả hơn cho cái giai đoạn ra hoa. Vì thì chúng ta phun ngay giai đoạn vừa nhú nụ thôi là chúng ta đã phun rồi, để giảm bớt cái nhạy cảm giai đoạn ra hoa đầu trái thì nó sẽ tốt hơn. Rồi đây là một số cái lưu ý thêm cho quý vị và quý bà con chúng ta, để mà chúng ta xem xét và thực hiện tốt hơn trên cái mảnh vườn của mình. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong tất cả những cái bước giải độc thì bước đầu tiên này là bước quan trọng nhất, và chúng ta phải lựa chọn sản phẩm phù hợp với đối tượng cây trồng, và chúng ta phải lặp lại ít nhất là một lần sau đó ha. Bước đầu tiên số 1 này thành công thì những cái bước thứ hai và bước thứ ba là đây là những cái bước bổ trợ, ví dụ như bước bổ trợ qua rễ và những bước bón hữu cơ là sau đó. Còn nếu mà bước 1 này không thành công thì có bước 2 hay bước 3 nó cũng không quá quan trọng nha quý vị. Cho nên là bước thứ nhất trong lần đầu tiên này phải có một cái thành công nhất định nào đó thì cái bước thứ hai và bước thứ ba bổ trợ mới có hiệu quả. Và bước thứ một này chúng ta phải lặp lại một lần hoặc hai lần, sau đó cách nhau khoảng 2-3 ngày. Bà con chúng ta lưu ý cái việc này. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì một số tình huống phổ biến thôi nha, chứ chúng tôi cũng không thể nào mà ghi nhận được hết tất cả của quý vị đâu. Đây là những tình huống mà chúng tôi có gặp và có đã hướng dẫn để cho bà con chúng ta xử lý. Thì thứ nhất chủ yếu là phổ biến nhất là do thời tiết thôi, có nghĩa là những cái lỗi không chủ động thì khi mà chúng ta gãi thì nó sẽ bị cháy rễ do cái nắng nóng. Có thể là bà con mình gãi buổi sáng rồi buổi trưa chúng ta gặp nắng nóng nha, hoặc là trong điều kiện mà chúng ta gãi rồi sau đó chúng ta gặp mưa thì điều kiện mà thoát nước không tốt thì nó sẽ gây ra tình trạng ống rễ. Thì đây là những cái tình huống cơ bản mà chúng ta sẽ gặp ở dưới diện hẹp. Rồi tình huống thứ hai là ngộ độc do dược ngưỡng, thì cái này thì sẽ bị phổ rộng, có nghĩa là bà con sử dụng sai cử phân gây cái ngộ độc dược ngưỡng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả vườn, hoặc là một số bà con thì chưa có kinh nghiệm trên cây ăn trái đó thì chúng ta áp dụng những cái loại phân bón không đúng thời điểm hoặc là đi cái liều lượng quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc này. Thì trong cái kính thưa quý vị, thì cơ bản thì những cái bước thực hiện thì chúng ta sẽ có 3 bước chính để thực hiện cho cái việc ngộ độc do cái phân bón hóa học.
Thì đầu tiên thì bà con sẽ làm loãng cái chất độc. Thứ hai là chúng ta sẽ cung cấp một cái hệ điện. Thì như video trước thì chúng ta dùng humic, thì video này chúng ta sẽ dùng cái hữu cơ bột kết hợp với humic luôn. Thì như vậy thì nó sẽ, cái hệ điện này nó sẽ làm cho cây trồng giảm cái sự hấp thu của NPK hoặc là một số cái loại phân hóa học. Và có cái hữu cơ thì cây trồng nó sẽ nhẹ nhàng lại hơn ha. Và có cái humic sẽ làm hệ điện tương tự như cái video trước. Rồi những chất hỗ trợ thì nó giống nhau thôi. Đương nhiên thì với phân hóa học thì chúng ta cung cấp thêm cái chất điều hòa sinh dưỡng thì nó cũng tốt. Rồi xin mời bà con chúng ta sẽ xem một số cái tình huống, những cái biểu hiện của ngộ độc trước khi chúng ta đi xử lý tình huống nhé. Kính thưa quý vị, thì một cái điều mà rất là thông thường mà phân hóa học thì chúng ta rất là dễ dàng nhận biết, đơn giản như thế này thôi. Bà con sẽ căn cứ vào ngay cái lần bón của mình á. Khi mà bà con mình bón thì phân hóa học nó sẽ có một cái điều là nó sẽ tan rất là nhanh. Và hiệu quả của nó thông thường thì ở đâu đó khoảng chừng 3 ngày đến 5 ngày là chúng ta đã thấy rồi. Ví dụ như chúng ta bón vào để cho mục đích nó phát triển lá, phát triển chồi, thì trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày là chúng ta sẽ thấy được cái tác dụng này. Thì đó là cái điều kiện hết sức thông thường. Hoặc nếu như bà con mình bón những cái phân kém chất lượng thì cây của mình nó bình thường, không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Do thì cái lượng dinh dưỡng nó là chưa phù hợp. Thì đó là một là nó sẽ phát triển xanh tốt, hai là nó ở một cái điều kiện bình thường. Còn nếu như trong vòng 1, 2 ngày sau mà nó xảy ra hiện tượng bất thường thì chắc chắn trong cái lần bón phân đó của mình là có vấn đề ha. Như vậy thì cái việc mà phát hiện ngộ độc trên phân bón hóa học nó sẽ phát hiện sớm hơn và có nhiều điều kiện để mà chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp hơn so với cái phương pháp mà chúng ta bón phân hữu cơ. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì cũng do cái phân hóa học thì nó tan sẽ rất là nhanh, cho nên là trong vòng 2-3 ngày sau là đã có biểu hiện rồi. Thì một số biểu hiện như chúng ta sẽ thấy là cái việc cháy lá và săn lá ha, hoặc là hiện tượng co rút dị dạng này, nó tùy theo cái biểu hiện của mỗi một cái loại dinh dưỡng mà bà con mình đưa vào. Thì một số hình ảnh như bà con sẽ thấy nè, ví dụ như cái việc vàng lá nè, còn việc ảnh hưởng đến lá, việc là quăng lá trên gan trái thì sẽ có hiện tượng săn lá ha. Còn trên rau màu là hầu như là nó sẽ héo rũ như thế này. Tùy theo loại thì những cái héo rũ thì thường thường sẽ là do ngộ độc đạm là nhiều. Màu xanh sẽ bất thường ha, màu xanh bất thường có nghĩa là bình thường nếu mà chúng ta ít đạm thì chúng ta cung cấp thêm đạm vô thì cái lá nó sẽ xanh bất thường lên, hoặc nó bị vàng úa đi, hoặc là quy lượng mà bà con mình cung cấp quá nhiều thì chắc chắn là cái màu xanh nó sẽ đậm hơn và nó có một cái màu dị thường hơn so với một cái màu quang hợp bình thường ha. Thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn, là chúng ta chỉ trong vòng thấy 2-3 ngày thôi là cái vườn mình nó chuyển biến thấy là khác xa hoàn toàn với trước khi chúng ta bón, là chúng ta nhìn biết liền. Rồi còn một số trường hợp nếu bà con mình làm nặng quá những cái vườn dưa leo này ha, thì cái này là hiện tượng đổ gục hoàn toàn, có nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào khắc phục tốt được nữa, hoặc có thể là coi như ảnh hưởng hoàn toàn luôn ha. Cái tỷ lệ này thường thường là do bà con mình bón cái lượng đạm có thể tăng gấp 5, gấp 10 lần nè. Thì những cái tình huống này thì vô tình có thể là chúng ta lấy cái hàm lượng của phân bón gốc chúng ta pha ra mà chúng ta phun qua lá thì nó sẽ bị cái hiện tượng này. Kính thưa quý vị, thì trong cái tình huống đầu tiên này thì cái trái rễ do nắng nóng thì bà con sẽ gặp thường xuyên ha. Thì cái này nó đơn giản là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu, nó cục bộ, có nghĩa là có thể là do cái tán cây đó nó không có được che mát, rồi bà con thiếu gom tủ gì đó, rồi chúng ta sẽ bón một cái lượng phân hóa học trực tiếp từ dòng chuồng gốc nhưng mà nó bị nắng gọi trực tiếp. Thì có thể là nó bị lỗi là do chúng ta rải phân vào buổi sáng sớm, hoặc là sau khi bón thì chúng ta chưa kịp tưới nước. Thì những cái chỗ nào mà chúng ta không điều tay thì nó sẽ tụ lại một cái vị trí nào đó mà nó có quá nhiều phân, rồi khi nắng lên mà chúng ta chưa kịp tưới nước để tan phân đó, thì những cái chất đạm bắt đầu nó tan ra. Nó tan qua là trước khi nó bốc hơi thì nó cái hàm lượng ngay vị trí đó nó quá nhiều, thì nó sẽ gây cháy rễ non ở khu vực đó thì cũng có. Hoặc là một số tình huống là bà con sẽ bón cái phân ure trực tiếp hoặc là dạng kali đơn thì đây là những dạng phân đơn thì đưa vào tại một cái vị trí nào đó nó quá nhiều thì cái nồng độ đó chỗ đó nó quá cao, và khi nó tan ra thì chắc chắn nó sẽ gây cháy rễ. Thì những vấn đề này chúng ta sẽ bị cục bộ, và một số cây mà sẽ bị cái tình huống này, rồi sau đó chúng ta tưới nước trở lại thì những cây sau chắc chắn nó sẽ không bị tình huống này. Rồi một cái tình huống hy hữu nữa mà cũng sẽ có, mà bà con rải cái lượng phân không nhiều mà sẽ bị, đó là chúng ta rải phân sau cái thời gian ngập úng của cây. Có nghĩa là trong cái thời gian mà cây đang bị ngập thì đương nhiên chúng ta không có tác động phân bón rồi, thì lúc đó cái rễ nó bắt đầu ở dưới nó sẽ ngồi lên, nó ngồi lên để mà nó tìm cái không khí, nó tìm oxy để mà nó hoạt động. Thì sau khi bà con xử lý được cái nước ngập úng này bỏ đi rồi, rồi sau đó bà con mình không rải hữu cơ mà chúng ta bón trực tiếp phân hóa học vô luôn, thì cái lượng phân hóa học này nó sẽ gây cháy những cái đầu rễ non, nó do nó hơi nhạy cảm. Thì trong cái tình huống đó thì cái lượng phân hóa học mình cung cấp vô vẫn không nhiều, nhưng mà nó cũng bị nhạy cảm do nó cháy những cái lông hút đó, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Rồi thì đây là một số tình huống mà bà con sẽ gặp trong cái điều kiện mà nắng nóng mà chúng ta gãy phần hóa học ha. Rồi một cái tình huống nữa. Tình huống thứ hai là do ngập úng quý vị. Thì cái điều này thì nó có hai tình huống. Một là bà con mình gãy phân vô sát cái vùng gốc á. Rồi xong rồi sau đó bà con mình tưới lại thì có một số điểm nó thoát nước không được. Thì ngay cái vị trí đó sẽ bắt đầu nó sẽ tan phân ra. Và cái nước nó kết hợp với cái lượng phân bón quá nhiều thì nó tạo ra một cái nồng độ quá cao ở tại một vị trí. Ở thì ngay cái vị trí đó đó thì cây của mình nó sẽ không lấy oxy vào được ha. Rồi, hoặc là chúng ta gặp trong điều kiện mưa, ví dụ như chiều nay mình gãy phân đi. Nó thì tối nay gặp mưa và chúng ta không có xả nước kịp thì nguyên một cái khu vực ở một cái số nhóm cây trồng rồi đó nó sẽ bị ngập úng trong đêm đó trong cái điều kiện mưa và nó hòa tan với cái lượng phân bón này thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là oxy sẽ không đi vào vùng rễ được mà toàn bộ khu vực đó là cái nồng độ phân bón nó quá cao. Rồi nếu mà chúng ta cứ để tiếp tục nữa, ví dụ như chúng ta không phát hiện được cái cây nó đang bị cái tình huống đó mà chúng ta để liên tục vài ngày đó thì bản thân cây trồng nó sẽ tiết ra một cái chất độc ngay cái vùng rễ đó, nó sẽ gây tổn thương rễ. Thì điều đó sẽ làm cho vàng lá hoặc là cây nó sẽ biểu hiện xuống màu hoặc là lâu dài hơn nữa thì cái nấm bệnh và cái tiến trùng nó sẽ tấn công vào cho những cái rễ suy yếu này, nó tấn công ngay những cái vị trí đó thì nó sẽ gây ra hàng loạt những cái hậu quả phía sau. Rồi vậy giờ chúng ta sẽ khắc phục tình huống này sao đây? Kính thưa quý vị, thì với một số cái tình huống cục bộ này thì chúng ta giải quyết cũng đơn giản thôi. Thì đương nhiên thì bước thứ một thì chúng ta sẽ ưu tiên làm loãng phân, có nghĩa là trong điều kiện gặp nắng nóng đó thì buộc chúng ta phải tưới nước liền. Trong dù đó lúc đó là sáng, trưa, chiều cũng phải tưới nước vô đẫm lên cho nó loãng cái lượng phân này ra thì nó sẽ giải độc và chúng ta sẽ đẩy cái điều kiện này cho nước nó đi thoát ra khỏi hết xung quanh cái vùng gốc, đẩy thoát hết luôn cho nó chảy tràn luôn. Tại vì chúng ta pha loãng mà chúng ta để đó nắng nóng lên tiếp tục thì cũng không được, cho nên là chúng ta cho nó chảy tràn bỏ luôn. Thì vậy thì chúng ta mới giải thoát được cho cái vùng rễ cây của mình. Còn nếu như điều kiện ngập úng thì đương nhiên thì ví dụ như gặp mưa đêm thì sáng hôm sau bà con mình thoát nước thì cái lượng nước nó chảy đi rồi thì thôi. Còn nếu như mà cái chất độc nó vẫn còn trên đó thì vẫn có thể tưới thêm để mà mình xả đi bỏ hết cái đó, rồi mình phục hồi cây đó đi rồi mình cung cấp phân bón sau đó cũng được. Còn cái lần đó thì coi như nó đã không hiệu quả rồi thì chúng ta phải chấp nhận cái việc tốn kém một tí. Rồi thì do cái phân hóa học thì nó chỉ diễn ra trong vòng 1-2 ngày thì bà con đã phát hiện rồi, cho nên là chúng ta chỉ cần xả chất độc này đi là được, mà chúng ta cũng không có cần nhất thiết phải xử lý pH đâu, trừ khi bà con để quá lâu hoặc là một cái ngộ độc nó hơi lớn hơn hoặc là có kết hợp gì với những cái phân bón hữu cơ khác nữa thì chúng ta mới làm. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phục hồi ngay lập tức, tại vì nếu mà bón vôi thì chúng ta sẽ mất thời gian vài ngày. Còn nếu mà chúng ta đã xả nước xong rồi thì chúng ta sẽ cung cấp cái hữu cơ bột trở lại kết hợp với cái humic, thì hai cái chất này nó vô nó sẽ là một cái hệ điểm để cho cái dung rễ ổn định cái pH trở lại và nó sẽ cố định lại những cái phân bón còn dư thừa mà lúc này rễ đang yếu thì nó sẽ không hấp thu được đâu, thì cái humic và cái hữu cơ bột nó sẽ giữ cái thành phần này lại ha, và nó sẽ giải độc và giúp cho cây tái tạo lại cái bộ rễ mới. Thì sau vài ngày cây chúng ta nó sẽ phục hồi trở lại thì nó sẽ hấp thu dinh dưỡng sau. Và cái bước thứ ba thì đương nhiên không thể thiếu ha, thì cũng như những video trước thì bà con có thể cung cấp một số cái sản phẩm phun qua lá. Thì nếu như tùy theo mức độ ảnh hưởng, nếu như mà ảnh hưởng nhẹ 1-2 ngày bà con đã phát hiện rồi thì chỉ bị một vài cây thì bà con có thể phun amino hoặc là bà con tưới thêm cái dịch gông biển cho cái cây đó. Phun amino thì có thể kết hợp với vitamin hoặc là chất điều hòa sinh trưởng cũng được. Còn nếu mà trong tình huống nhẹ thì chúng ta cũng không cần chất điều hòa sinh trưởng đâu, một mình amino acid cũng được. Rồi với dùng gốc thì chúng ta đã có humic và hữu cơ bột rồi. Còn nếu mà con mình thấy nặng cần thiết bổ sung thì có thể pha thêm cái dịch gông biển tưới cũng được, hoặc là chất điều hòa sinh trưởng bà con cũng có thể pha để chúng ta tưới cho những cái cây bị ảnh hưởng cũng được, chứ cũng không có gì. Rồi như vậy thì cũng tương tự như vậy, nếu mà cây nó vẫn một lần thì bà con thấy vẫn chưa yên tâm hoặc là dấu hiệu phục hồi chưa tốt đó thì cái biện pháp tưới và phun thì chúng ta có thể lặp lại 1-2 lần sau đó, thì nó có thể cách nhau khoảng chừng 3 ngày bà con lặp lại cũng được rồi, để chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả nó sớm hơn. Và đây là những cái tình huống cục bộ thôi, cho nên là chúng ta cũng không có đào sâu về tình huống này ha. Chúng ta sẽ đi sang những cái tình huống mà nó phức tạp hơn một tí. Rồi kính thưa quý vị, thì một cái vấn đề mà quý vị sẽ gặp nhưng mà tình huống này nó cũng hy hữu thôi, hoặc là do bà con chưa có kinh nghiệm nhiều mà chúng ta sử dụng những cái loại phân bón mà chúng ta chưa quen thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là ngộ độc do vượt ngưỡng. Vượt ngưỡng ở đây có nghĩa là cái nhu cầu dinh dưỡng của cây nó ở một cái khoảng nào đó nhưng mà chúng ta cung cấp vượt khỏi cái khoảng đó. Ví dụ như tôi nói đơn giản là một loại cây chỉ cần khoảng 100g thôi, mà vô tình mà con cung cấp lên 300g, 500g hoặc 1 kg thì chắc chắn thì nó sẽ đi vượt cái ngưỡng đó. Thì mình gọi là ngộ độc do vượt ngưỡng. Thì nó sẽ có một số tình huống như sau quý vị. Đó là quý vị sử dụng hàm lượng này, hoặc là cái nồng độ nó gấp nhiều lần so với khuyến cáo thì cây nó sẽ có những một số tình huống sau.
Thứ nhất, ví dụ một số loại cây rau màu hoặc là cây mới trồng cái gì, tất cả các loại thì sẽ dễ dàng gây đổ gục và héo rũ. Cái hiện tượng đổ gục này là do bà con cung cấp đạm quá nhiều á, thì cái thân của nó sẽ yếu mềm đi và nó sẽ ngã ngang luôn, nó chết xỉu luôn. Và thậm chí chúng ta không thể phục hồi được nếu như đó là một số nhóm rau màu mà hơi mẫn cảm. Rồi thì đương nhiên màu xanh dị dạng vàng lá thì cái này nó cũng do một số tình huống của phân vi lượng ha. Và nó sẽ xảy ra diện rộng là cả vườn. Ví dụ như bà con mình phun thì dưới một cái nồng độ giống nhau thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng luôn cho cả cái vườn chứ không phải là ít. Còn nếu mà cách gãi thì nếu như bà con mình cái tỷ lệ trộn phân của bà con mình giống nhau, mình cung cấp cho tất cả các cây thì khả năng nó ảnh hưởng cả vườn rất là lớn phân bón gốc. Rồi đầu tiên này chúng ta sẽ đi đến tình huống phân bón gốc trước nha. Bón lá chút xíu chúng ta nói. Và phân bón gốc này chúng ta sẽ nói đa lượng trước, có nghĩa là đạm lên kali. Thì trường hợp này chủ yếu là bà con sử dụng NPK nhiều hơn so với khuyến cáo thôi. Đó, thì nếu như mà chúng ta đã lỡ bón NPK nhiều hơn rồi thì trong vòng 2-3 ngày sau thì chúng ta sẽ thấy tình trạng vàng lá. Có nghĩa là bón phân vô không tốt rồi mình biết là ngộ độc, không đường nào chạy nổi vậy ha. Thì vậy thì chúng ta ngay lập tức xử lý nước liền, làm cho đẫm nước lên xung quanh vùng mô mặt liếp để làm sao làm lỏng cái lượng phân này đi và tiếp tục cho nó chảy tràn bỏ hết. Bỏ hết ha. Tại vì nó đã hấp thu một phần khá nhiều rồi thì lượng còn lại chúng ta phải làm cách nào đó cho nó chảy tràn đi hết luôn, chứ không nào để trên mô nó hấp thu nữa là không được. Tại với những cái đa lượng này thì cây hoàn toàn nó còn đủ sức hấp thu, nó vẫn tiếp tục hấp thu chứ không dừng được quý vị. Trừ khi quý vị tác động thì nó mới dừng thôi ha. Đa lượng nó là như vậy. Rồi sau cái bước này thì chúng ta sẽ tương tự như cái khung lúc nãy mình chia sẻ ha, thì chúng ta sẽ sử dụng lại cái hữu cơ và cái humic. Có thể sử dụng lân, không cần sử dụng lân ha. Cái lân chủ yếu là cho cái vi lượng, nên tí xíu mình về cái vi lượng chúng ta sẽ nói. Thì trong cái bước này thì như đã chia sẻ với bà con rồi thì hữu cơ nó sẽ là một cái hệ điểm và nó sẽ cho cái dinh dưỡng được cố định trở lại, hoặc humic cũng cố định cái dinh dưỡng trở lại để cây không hấp thu nữa. Và humic sẽ có tác dụng là hỗ trợ cho bộ rễ phát triển ha, làm cho đất thông thoáng, oxy đi vào thì để cho bộ rễ mình nó dễ phục hồi hơn. Rồi sau đó là cây nó tĩnh tồn trở lại thì tự động nó sẽ hấp thu cái hữu cơ này. Thì nó tiếp tục nó hoạt động thì nó cũng không ảnh hưởng. Còn nếu như để trễ quá thì có một số tình huống thì chúng ta sẽ không khắc phục được. Rồi bước thứ ba thì cũng tương tự, thì bà con có thể kết hợp biện pháp tưới và phun. Nếu mà trong trường hợp này nó quá nặng thì chúng ta tiến hành phun amino acid, vitamin và chất điều hòa sinh trưởng qua lá, kết hợp tưới dịch rong biển và chất điều hòa sinh trưởng bên dưới vùng rễ. Thì tùy theo mức độ ngộ độc và số lần lặp lại thì tùy theo bà con chúng ta, chúng ta đánh giá cái mức độ quan trọng như thế nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng trên vườn của mình. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi theo từng bước. Đầu tiên là phải làm lỏng cho chảy tràn đi để chất độc không còn trên cây. Bước thứ hai là sử dụng hữu cơ và humic trước để cho cái việc cố định dinh dưỡng và cái hệ điểm nó đã có ở vùng rễ rồi thì rễ nó sẽ giảm bớt sự tổn thương và cây nó tự động nó sẽ có một cái cơ chế và nó tự động nó khắc phục cái bản thân nó thôi. Rồi sau đó thì chúng ta mới sử dụng chất bổ trợ để giúp cho cái việc này của cây nó hoạt động nhanh hơn ha. Như vậy thì sẽ có ưu tiên. Đương nhiên cái việc này bà con có thể làm trong vòng một ngày duy nhất thôi là xong hết, có nghĩa là sáng ra thấy cây mình bị yếu là tưới nước liền tới đẫm lên hết trơn, xong rồi tuôn ra cửa hàng mua cái hữu cơ và humic về gãi vô liền, không cần phải nói gì hết. Rồi xong chiều mát đó là chúng ta quay lại chúng ta phun qua lá là xong. Thì cái việc này có thể là thực hiện trong 1 đến 2 ngày. Rồi cái tình huống thứ hai là của vi lượng cái gì. Thì thực ra là vi lượng thì bà con rất là ít gặp. Tại vì thông thường thì thứ nhất là ít có thói quen là bổ sung vi lượng qua vùng gốc là thứ nhất. Cái thứ hai là vi lượng cũng không ngay bổ sung quá nhiều, cũng không có bổ sung định kỳ. Cho nên là cái tình huống này nó rất ít gặp, nhưng mà cũng sẽ có. Tại hiện nay thì một số cái loại vi lượng thì nó đã kết hợp với một số loại phân bón gốc khác rất là nhiều. Ví dụ như kết hợp với đa lượng hoặc là kết hợp với trung lượng cũng có. Nhưng mà do nếu như bà con mình sử dụng một cái lượng quá nhiều đó thì có thể là trung lượng hoặc đa lượng nó không ngộ độc nhưng mà nó sẽ ngộ độc vi lượng. Thì trong cái tình huống mà cái bài các bước xử lý này thì không tính cái tình huống mà là cái vi lượng nó chứa cà lo và molybdenum nha quý vị. Thì ra một số cái vi lượng phổ biến kết hợp với phân bón gốc đó, thì chủ yếu nó có là kẽm bo ha, kẽm bo đồng sắt là nhiều, chứ còn lại cà lo với molybdenum thì nó ít khi nào nó để trong cái hàm lượng này lắm. Tại đây là những cái chất mà nó có cái pH hoạt động khác. Rồi thì chúng ta sẽ xem từng bước ha. Thì bước thứ nhất cũng tương tự, thì với tất cả các ngộ độc về phân hóa học và vi lượng thì bà con cứ tưới đậm nước làm lỏng cho chảy tràn đi ha. Phân qua gốc thì mình cứ làm như thế hết. Bước thứ hai, do đây là vi lượng thì chúng ta muốn cây trồng khắc phục được hiện tượng hấp thu vi lượng nhiều hơn thì chúng ta phải dùng vôi để chúng ta nâng pH lên. Khi pH được nâng lên thì cây trồng sẽ tự động hạn chế cái khả năng hấp thu vi lượng là như vậy. Như vậy thì chúng ta đã chặn đứng được cái việc hấp thu thêm vi lượng của cây trồng ha. Vì là một lượng chúng ta đã cho nó chảy tràn đi nếu như nó còn trên cái bề mặt đất. Thứ hai, nếu mà nó đã hòa tan vào trong đất rồi thì chúng ta gãi vôi để nâng cái pH lên thì dễ dùng rễ nó sẽ không hấp thu được vi lượng này nữa. Thì coi như cái bước đầu tiên thì chúng ta đã có thể thành công.
Rồi sau khi mà cái dâu nó đã hoạt động đầy đủ trong vòng khoảng 4 5 ngày sau rồi đó, thì dâu nó đã tan hoàn toàn rồi, thì bà con quay trở lại chúng ta tiếp tục sử dụng hữu cơ humic và lân để chúng ta kết hợp lại, bổ sung dinh dưỡng cho cây, tăng cường cái hệ điện. Và ở đây lân ha, thì trong cái live trước thì về đa lượng thì chúng tôi không nói, nhưng mà ở đây thì phải có lân, tại vì trong lân nó sẽ chứa cái hàm lượng lân và canxi thì sẽ tiếp tục ức chế cái việc hấp thu vi lượng. Và bước thứ tư thì tương tự như những bước trước, thì chúng ta cung cấp một số loại amino acid, công biển, vitamin và chất điều hòa dinh dưỡng, tương tự như cái cách mà chúng ta cung cấp trên cây ngộ độc đa lượng ha, đơn giản là như vậy. Nhưng mà hầu hết thì tình huống này sẽ ít gặp, không có gì, nó chỉ khác biệt là bước này là chúng ta phải sử dụng dâu để chúng ta nâng pH thôi, nó khác biệt là điểm này. Và nếu mà có cái dâu can thiệp vào thì cái việc khắc phục của chúng ta nó phải bị chậm lại, do có dâu tác động lên thì chúng ta không thể tác động những cái phương án khác. Như vậy thì ở đây lưu ý với bà con là nếu mà ngộ độc vi lượng rồi, bà con cung cấp dôi rồi, thì chúng ta có thể đưa cái bước 4 lên trước cái bước 3. Có nghĩa là chúng ta sẽ tiến hành phun qua lá một số cái dạng dinh dưỡng và chất điều hòa sinh trưởng, chúng ta phun qua lá trước. Rồi sau đó thì chúng ta có thể lặp lại lần 2 cho cái bước thứ tư này, thì trong lúc đó thì bước thứ ba sẽ được thực hiện. Cái đơn giản là như vậy thôi. Rồi một cái tình huống nữa quý vị cũng sẽ gặp ha, nhiều nè. Đây là tình huống ngộ độc phân bón lá, nhưng mà là ngộ độc đa lượng, có nghĩa là lúc này bà con cung cấp qua lá ha. Thì kính thưa quý vị, thì một cái tình huống này thì thật ra nó, nếu mà gọi là đúng là phân bón lá, thì cái nồng độ ở trong cái sản phẩm người ta khuyến cáo không nhiều đâu, cùng lắm bà con tăng gấp đôi là dữ lắm rồi, thì tình huống này thật ra không ảnh hưởng. Nhưng mà nó sẽ có một cái tình huống gì nè, đó là bà con lấy cái phân bón gốc chúng ta ngâm ra, rồi chúng ta lấy cái dung dịch đó đó chúng ta phun lên cho cái qua lá của một loại cây trồng khác. Mà nếu như những loại cây nào mẫn cảm, ví dụ như rau màu đi, thì sẽ chắc chắn sẽ có ngộ độc, tại vì lúc đó nồng độ rất là cao, cây trồng sẽ chịu không nổi đâu, tại vì cái dạng phân bón mà hấp thu qua lá nó khác, hấp thu qua dùng rễ nó khác, mà chúng ta lấy cái phân bón gốc chúng ta pha ra, chúng ta phun lên lá là chắc chắn sẽ có chuyện, tùy theo loại cây ha. Có thể là một số loại cây ăn trái không quá mẫn cảm thì không ảnh hưởng, nhưng mà nếu như mà là rau màu chắc chắn ảnh hưởng rất là cao. Trong cái tình huống đa lượng thì bà con có thể phun amino acid vô ha, thì đây là một cái chất hỗ trợ giải độc tốt nhất qua dùng lá, kết hợp với vitamin và chất điều hòa sinh trưởng, bà con cộng cả ba loại này. Tại vì đa lượng qua lá nó hấp thu rất là mạnh, và những cái chất này đã kéo vào bên trong cây trồng hết rồi, thì chúng ta phải đưa amino acid vô để mà chúng ta cân bằng lại, có vitamin để hỗ trợ về cái trợ lực cho cây nó giải độc tốt hơn, và chất điều hòa sinh trưởng thì nó sẽ hỗ trợ cho cây trồng phát triển bung lá trở lại ha, và những cái hoạt động khác nó được diễn ra êm đẹp hơn. Và nếu như có chất điều hòa sinh trưởng thì cái việc mà rụng lá nó sẽ giảm đi một ít, cái gì cũng giảm đi được, nếu như tùy theo chất điều hòa sinh trưởng mà bà con mình đưa vào. Và cái vấn đề này thì chúng ta sẽ lặp lại sau đó khoảng 3-4 ngày ha. Nếu mà ngộ độc cái đa lượng qua lá thì buộc chúng ta phải phun 2 lần thì mới thấy được cái kết quả tốt. Và đương nhiên thì đối với bước thứ hai thì bà con sẽ cung cấp lại cái hữu cơ về humic. Thì sau khi bước thứ nhất này quan trọng là chúng ta thực hiện trước nè, bước này quan trọng thực hiện trước liền. Rồi sau đó bước thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng sau 1 ngày hoặc 2 ngày cũng được. Rồi như vậy thì ở đây thì đối với cái phân bón lá đa lượng qua lá thì nó rất là quan trọng. Cho nên là nếu mà đã ngộ độc rồi thì nó sẽ vàng lá và nó quắn lá liền rồi. Thì bà con phải cung cấp cái amino acid, vitamin và chất điều hòa sinh trưởng vô liền. Và chúng ta lặp lại sau đó dài 3 ngày. Đây là bước quan trọng nhất và buộc phải thực hiện 2 lần. Còn bước hữu cơ và cái humic thì chúng ta sẽ thực hiện sau cái bước 1-2 ngày cũng được, chứ không ảnh hưởng gì ha. Có nghĩa là nãy dùng gốc thì phải tấn công gốc liền, còn bây giờ qua dùng lá là phải phun vào lá trước, phun tiền trước. Kính thưa quý vị, thì cái tình huống thứ hai vẫn là ngộ độc vượt ngưỡng ha, nhưng mà đây là phân bón lá dạng vi lượng. Thì cái này thì cũng không hy hữu đâu, bà con cũng sẽ gặp. Có nghĩa là chúng ta thấy cái lá cây của mình nó bị vàng rồi, đặc biệt trong mùa mưa đi, thì chúng ta kết hợp vi lượng chúng ta phun, rồi xong 3-4 ngày sau gì đó chúng ta lại phun thuốc sâu thuốc bệnh, những lại cộng vi lượng vô nữa. Thì quý vị nhớ thì vi lượng thì cây trong một cơ đoạn nó sẽ cần một vài lần tùy theo điều kiện thời tiết và tùy theo đối tượng cây trồng. Ví dụ như trên cây có muối hoặc là sầu riêng thì người ta sẽ bổ sung vi lượng thường xuyên, còn một số loại cây khác thì nó cũng không có lịch, không có dày đến vậy đâu. Cho nên là nếu mà trong vòng khoảng 5-7 ngày 10 ngày đó mà bà con mình cung cấp 2-3 lần trong đó thì chắc chắn thì nó sẽ xảy ra hiện tượng ngộ độc vi lượng ha. Rồi như vậy thì do cái canxi và cái lân thì nó sẽ hạn chế được cái sự hấp thu của vi lượng. Cho nên là sau khi bà con mình đã phun vi lượng rồi thì nó sẽ có hai tình huống. Một là bà con mình xem lại liều lượng, mình phát hiện mình đã mới vừa phun cách đây thời gian không lâu mà mình phun nữa rồi. Hoặc là chúng ta mới phun vào chiều hôm qua mà sáng hôm nay chúng ta phát hiện ra là cây nó đã có vấn đề, có quéo lá nhẹ rồi. Thì tại vì nó hấp thu cũng khá là tốt thì chắc chắn cái lúc này nó hấp thu chưa hết hoàn toàn.
thì chúng ta đưa canxi và lăng vô thì nó sẽ có hiệu quả ngay lập tức, là nó sẽ chặn đứng được cái việc hấp thu vi lượng ngay lập tức liền luôn. Thì chỉ có giải độc cho những cái nào đã hấp thu rồi thôi, còn những cái nào chưa hấp thu thì có thể lăng với canxi nó hoạt động trên lá, lá hấp thu những cái lăng và canxi mới thì nó sẽ ức chế được cái khả năng hấp thu vi lượng ha, và đưa vào để canxi nó sẽ tăng cái tần suất bốc hơi nước qua lá. Tại vì lá và đọt nó sẽ có một cái cơ chế là nó sẽ đưa cái chất độc qua mét lá ha, hoặc là trên đọt á. Thì bà con thấy là nếu mà những cây đang ra đọt mạnh á, thì chúng ta phun ngộ độc thì cái đọt nó ảnh hưởng rất là lớn. Thì đây là cái vị trí mà nó cũng mẫn cảm và nó có khả năng đào thải chất độc tốt nhất. Và trên lá thì nó sẽ đào thải qua hai mép lá. Cho nên là chúng ta cung cấp canxi vào thời điểm này cũng sẽ giúp cho cái cây trồng nó tăng cái khả năng bốc hơi, thì cái khả năng giải độc nó sẽ tốt hơn. Và lăng thì đây là một cái chất mà nó sẽ góp phần vào cái việc phân chia tế bào, cho nên là khi mà nó ngộ độc nó cũng đã bị ảnh hưởng lá, quấn lá rồi đó, thì cái khả năng phân chia tế bào nó sẽ kém đi, thì chúng ta sẽ thúc đẩy cái việc đó thì nó tăng cường được khả năng giải độc. Và lăng thì nó lại liên quan tới cái việc tạo năng lượng cho cây, cho nên là chúng ta cung cấp ngay lập tức để cho cái việc, ngoài việc cái vi lượng nó được chặn đứng lại không hấp thu thêm, thì nó sẽ hỗ trợ cho cây trồng chúng ta hoạt động được tốt hơn. Và chắc chắn thì đối với vùng gốc thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ cung cấp cái hữu cơ humic và lăng đi, để cho cái rễ nó hấp thu, thì nó sẽ nâng cái cơ chế về dùng điện để mà dinh dưỡng không có bị quá gói loạn. Và chúng ta vẫn đưa lăng, đưa lăng qua dùng rễ ha, để hỗ trợ thêm, thì lăng hấp thu qua dùng rễ và lăng hấp thu qua lá nữa, thì nó sẽ chặn đứng được cái vi lượng trở lại. Và bước thứ ba thì cũng tương tự như tất cả các bước trước, thì buộc chúng ta phải phun, có thể tưới dịch công mượn hoặc phun cũng được, phun dịch công biển, vitamin, chất điều hòa sinh trưởng ha. Và đương nhiên thì vẫn tùy theo tình huống thì bà con hoàn toàn có thể lặp lại các bước phun qua lá bình thường. Nhưng mà lăng với canxi thì có thể chúng ta phun một lần thôi. Còn ví dụ như vitamin và chất điều hòa sinh trưởng có thể phun hai lần, tùy theo cái vấn đề ngộ độc của cây mình nó mức độ như thế nào. Rồi kính thưa quý vị, thì thật ra thì những cái tình huống này thì nếu mà nó nặng thì rất là hy hữu, rất là ít gặp. Còn những tình huống cơ bản, ví dụ như là cháy rễ do nắng nóng hay là úng rễ do nước, thì cái này nó sẽ gặp thường xuyên. Và cái này thì nó chỉ cục bộ một vài cây gì đó thôi thì cũng không có ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên thì trong cái quá trình canh tác của bà con thì chắc bà con cũng đã tự khắc phục được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không khẳng định được là cái bước chúng ta làm nó hiệu quả hay không, và các bước ưu tiên của chúng ta nó đúng hay không. Cho nên là chúng tôi sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này để cho bà con mình chắc lọc lại thông tin, và chúng ta khẳng định cái phương pháp của mình làm nó đã hiệu quả hay chưa thôi. Chứ những cái tình huống này thì cũng không có gây ảnh hưởng lớn quá trên cái vườn của mình đâu. Kính thưa quý vị, thì cái vấn đề thứ hai đó là cái ngộ độc do dược ngưỡng á, thì bà con lưu ý thì với cái phân hóa học thì chúng ta cung cấp một cái lượng vừa phải theo khuyến cáo của sản phẩm, và trên bao bì thì người ta có khuyến cáo, thì bà con nhớ lưu ý về những cái biện pháp đó. Chúng ta không nên gãi quá nhiều để gây ra cái hiện tượng dược ngưỡng ha. Phân bón gốc thì chúng ta cung cấp qua rễ, phân bón lá thì chúng ta cung cấp qua dùng lá, và chúng ta đừng làm những tình huống ngược lại thì nó sẽ không mang lại cái hiệu quả tốt. Để tránh cái tình trạng ngộ độc đáng tiếc, đặc biệt là cái tình huống diễn ra hàng loạt ha, thì rất là tội. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong video ngày hôm nay nó cũng sẽ khá là đơn giản. Lý do là cái phân hữu cơ thì nó cũng không có gây ngộ độc gọi là quá ảnh hưởng đến cây trồng của mình thì nó chưa tới. Nhưng mà những cái tình huống này lại là chúng ta sẽ gặp thường xuyên, có nghĩa là chúng ta không gặp tình huống này cũng có thể gặp những tình huống khác, nó đơn giản và nó dễ xảy ra trên cái quá trình mà chúng ta canh tác cây trồng. Và chúng tôi sẽ tóm lại một số ý nó liên quan tới những cái loại như sau. Đây chủ yếu là những cái tình huống đã xuất hiện trên bề mặt nha quý vị, có nghĩa là sau khi bà con mình đã trồng cây, đã canh tác rồi thì chúng ta cung cấp cái hữu cơ sau đó thì nó chỉ ảnh hưởng và xử lý trên bề mặt thôi. Thì chúng tôi sẽ đưa những cái tình huống phổ biến này. Thì trong đó chủ yếu thì nó xuất phát từ những nguồn hữu cơ mà chưa quay mục thì nó mới xảy ra vấn đề. Hoặc là bà con chúng ta sẽ bón quá nhiều phân hữu cơ trong mùa mưa ha, trong cái điều kiện gặp mưa thì nó sẽ xảy ra một số tình huống. Hoặc là một số tình huống nữa cũng ít xảy ra ha, nhưng mà cũng có trên một số vùng mới chuyển đổi, đó là bà con đổ cái hữu cơ vào sát cái gốc gây bít gốc luôn ha, thì một số cái tình huống này vẫn có diễn ra. Rồi sau đây xin mời bà con chúng ta sẽ xem những cái bước mà chúng tôi hướng dẫn bà con mình các bước để mình xử lý nha. Rồi, kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ có 4 bước cơ bản buộc bà con mình phải thực hiện, và chúng ta sẽ đi theo ưu tiên 1, 2, 3, 4 luôn. Thông thường thì bà con hỏi thăm với chúng tôi thì chỉ hỏi bước thứ 4 thôi. Có nghĩa là bây giờ cây bị ngộ độc rồi, phun cái gì cho nó hết, chỉ hỏi có đúng một câu đó thôi, chứ không có hỏi là các bước khắc phục chúng ta phải ưu tiên việc gì. Cho nên là bây giờ chúng tôi sẽ
xác định các bước này cho bà con mình biết để chúng ta nắm được tổng quan một cái việc mà chúng ta khắc phục ngộ độc thú cơ thì cái nào nó nặng, cái nào nó nhẹ và ưu tiên cái nào trước ha. Rồi điều đầu tiên quan trọng nhất nha quý vị, buộc phải diễn ra đó là chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những chất gây độc ha. Thì tùy theo tình huống thì đây của chúng ta là hữu cơ ha. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xem lại cái pH và chúng ta cân bằng lại cái pH này, hoặc là chúng ta xử lý cái nấm vi khuẩn do cái điều kiện chất độc nó gây ra thì nó ảnh hưởng như thế nào, thì chúng ta xử lý cái việc đó. Và thông thường cơ bản đây thì chúng ta sẽ sử dụng vôi ha. Thứ ba, sau cái bước vôi thì chúng ta sẽ cần một cái hệ điểm, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái humic. Thì trong cái humic này lúc này nó sẽ có tác dụng giúp cho cây trồng giảm sốc, giữ lại cái lượng dinh dưỡng trong cái thời điểm mà cây trồng đang bị ảnh hưởng này, không sử dụng được nguồn dinh dưỡng này, thì cái humic sẽ giúp chúng ta giữ lại. Và đồng thời thì sau khi mà chúng ta đã xử lý nấm bệnh thì cái vôi nó đã ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật có lại, cho nên là chúng ta sẽ dùng cái humic để làm cái thức ăn để giúp cho cái vi sinh vật có lại nó phát triển trở lại. Thì cái humic này nó sẽ giúp cho cái bộ rễ thông thoáng và tạo điều kiện cho tái tạo lại cái bộ rễ, những cái bộ rễ đã bị ảnh hưởng, và nó sẽ kích thích để hình thành những cái rễ mới và sẽ hút lại cái lượng dinh dưỡng cũ. Và bước cuối cùng mà bà con hay hỏi nhưng mà lại là bước thứ cấp thôi, đó là trong cái điều kiện thật sự cần thiết thì bà con sẽ sử dụng những cái chất hỗ trợ tăng chống chịu cho cây trồng, thì trong đó thì có thể là amino acid, hoặc là bà con sử dụng gông biển, hoặc là vitamin. Đây là những cái chất có thể kết hợp để bà con mình bổ sung qua lá để hỗ trợ thêm cho cây trồng của chúng ta thôi. Thì thật ra những cái bước này nó sẽ quan trọng trong cái việc mà chúng ta khắc phục ngộ độc thuốc của dị thực vật thôi. Đó, chứ còn đối với ngộ độc hữu cơ thì nó lại thực hiện xung quanh cái vùng đất và cái vùng rễ, thì chúng ta xử lý cơ bản bên dưới nó sẽ quan trọng hơn là chúng ta cung cấp qua lá. Cho nên là cái bước thứ tư cũng chỉ là một cái bước thứ cấp và nó không quan trọng bằng ba cái bước phía trên. Kính thưa quý vị, điều đầu tiên đây là 100% những nhà vườn mới làm thì sẽ bị một trong số những tình huống như đây thôi, không đường nào chạy khỏi. Đương nhiên là phân chưa quay một ngang, tình huống đầu tiên của mình là phân chưa quay một. Thì chúng tôi sẽ tách làm hai. Thứ nhất đó là phân chuồng và phân gom trước. Tí xíu chúng tôi sẽ nói về cái phân sấy sau. Thì trong cái phân chuồng và phân gom, kính thưa quý vị, thứ nhất là khi mà bà con mình tổng hợp một cái nguồn phân chuồng và phân gom mình đem về rồi, thì có thể do cái diện tích hay không gian nó hẹp hay sao đó, hoặc là bà con mình muốn làm cái đống ủ nó diện tích nó nhỏ thì chất cao rồi xong rồi chúng ta xử lý Trichoderma, hoặc là chúng ta xử lý những cái loại vi sinh để giúp cho cái phân của mình nó được phân hủy tốt hơn, thì lại không có đảo ha. Cho nên là những cái lớp, ví dụ như những lớp bên dưới nè, bên dưới đống ủ thì cái vi sinh nó hoạt động chưa được, hoặc là chi cô hoạt động không tới. Rồi những cái lớp phân bên dưới thì nó sẽ chưa quay, do đó là khi mà chúng ta lấy cái nguồn phân này chúng ta cung cấp cho cây trồng là chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Ví dụ như nếu mà đơn giản thì bà con mình lấy phân gom mà chưa quay nhìn biết liền cái sớ nó sẽ còn ha, cái cellulo nó chưa được phân hủy hết hoàn toàn. Và khi mà chúng ta nắm cái phân gom ở trong tay thì chúng ta sẽ thấy còn rỉnh nước màu nâu đỏ ha. Thì như vậy thì nó vẫn còn giữ nước, đó là chưa quay hoàn toàn. Và hoặc là một số cái loại phân chuồng khác thì nó sẽ còn sậm màu ha, chỉ nghĩa là độ giữ nước nó còn và cái vi sinh nó chưa hoạt động hoàn toàn, thì chưa quay đâu. Quay để bà con nắm trong tay mình buông ra thì chúng ta chỉ thấy ẩm nhẹ trên tay thôi và không rỉnh nước ha. Đó là trong cái điều kiện mà chúng ta che mưa che nắng bình thường nha, chứ mà nếu mà đã quay rồi thì gặp mưa thì dạng ướt chứ không phải là không. Thì đó là một số tình huống cơ bản mà chúng ta sẽ gặp, nhưng mà điều nó không có ảnh hưởng quá đến cây trồng thôi. Kính thưa quý vị, thì một điều nữa là bị chứ không phải là không nha, đó là đưa cái phân tươi và cỏ tươi trực tiếp đi dùng rễ luôn. Cái này là có không quý vị? Có chứ sao không. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta mua cái phân bò hay là những cái phân dê gì đó, để người ta đã vô sẵn trong bao rồi, chúng ta đem ra chúng ta để vô gốc và chúng ta làm luôn, hoặc là chúng ta phơi một hai nắng gáo rồi đem ra rồi nó thấm nước trở lại thì cũng về tiền thôi ha. Là nó như cũ, có nghĩa là phân bò nó vẫn chưa quay, phân dê nó vẫn chưa quay. Thì bà con để lên dùng gốc nhiều nha, chúng tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Nhưng mà rất tiếc thì những trường hợp đó chúng tôi lại không có ghi lại cái hình ảnh. Đó là có nghĩa là trên một gốc sầu riêng đi, bà con mua 5 kg, 10 kg gì phân bò tươi, đó là chúng ta đổ xung quanh cái bộ gốc luôn, đổ xung quanh gốc luôn, là coi như là khi mà trong cái điều kiện gặp 1-2 cơn mưa thôi là bảo đảm với bà con là cây đó xuống lá liền lập tức ha. Rồi một tình huống nó sẽ có gặp chắc chắn nè, đó là cỏ tươi, có nghĩa là bà con mình sử dụng mát cỏ đó để mình hạn chế cỏ trên vườn của chúng ta xong rồi cái xác cỏ tươi đã được cắt đi đó, rồi bà con lấy cái máy cắt chúng ta lừa vô chúng ta để vô dùng gốc luôn. Nhưng mà nếu như chúng ta để trong mùa nắng nó bình thường, nắng dài nắng thì nó khô, nhưng mà nếu mà trong mùa mưa ha thì những cái xác cỏ tươi này nó gặp nước thì nó thối ra, thì bà con sẽ biết thì nó sẽ tạo ra những cái chất độc hữu cơ, và lúc này cây trồng chúng ta không thể hấp thu được những cái dạng này ha.
thì tình huống này vẫn có diễn ra khá là nhiều vườn chứ không phải là không. Rồi đương nhiên thì một số tình huống nữa thì chúng tôi sẽ nhắc ở cái đợt sau, đó là cái việc chúng ta gãy nó bít gốc cây nè, ai cũng là nó đổ hữu cơ trực tiếp vào cái gốc cây luôn đó, thì oxy nó không lọt xuống bên dưới được. Hoặc là những cái tình huống mà bà con mình gãy một cái lớp quá dày, có nghĩa là hữu cơ quay mục hay là những cái lớp hữu cơ bột á, bà con đổ trực tiếp dày lên vài cm thì lúc này thì nó gặp nước một cái là thì rất là nhiều việc, thì cái này chúng ta sẽ nói ở tình huống thứ sau. Rồi tình huống thứ hai quý vị, đó là hữu cơ sấy. Thì cái này có thể một số bà con sẽ xa lạ, nhưng mà thật sự là bà con đã có sử dụng rồi. Thì thật ra những cái dạng sấy này quý vị, thì đây là những cái phế phẩm của chuồng trại người ta tổng hợp lại. Thì ví dụ như nó đơn giản nhất mà phổ biến nhất là bà con sử dụng cái phân gà sấy này. Thì có thể là những nguồn ở trong nước nó cũng có một ít, và chúng ta nhập về cái hữu cơ Nhật thì bà con sẽ gặp cái phân gà sấy nhiều. Có nghĩa là người ta sẽ, cái này nó tùy nha, chứ không phải là tất cả những phân gà nhập về nó đều là dạng sấy kiểu này hết. Nó cũng có những loại là đã chuẩn vi sinh rồi, đã làm quay một hoàn toàn rồi xong rồi sau đó mới đóng viên hoặc là đóng bao trở lại. Nhưng mà vẫn có những cái dạng đó là người ta sẽ sử dụng hết tất cả những cái phế phẩm của cái chuồng trại đó, bao gồm cái gì? Cái nền bên dưới mà gà nó đi đó, và nó phân gà trên đó người ta lấy hết cái nguồn đó ra, kết hợp với lông gà và một số cái nội tạng của gà, tất cả những cái phế phẩm nào của chuồng gà đó mà không sử dụng thì người ta sẽ đưa qua một cái máy nghiền, người ta cắt nhỏ nó ra xong, hoặc là một số nơi thì người ta cũng có chủng vi sinh trong một thời gian ngắn rồi sau đó người ta sẽ sấy khô. Thì trong những cái điều kiện đó thì cái phân gà của mình nó chưa hoàn toàn được phân hủy đâu quý vị, hoặc là một số cái nền thì nó đã phân hủy rồi, nhưng mà ví dụ như nội tạng hoặc là lông gà hay một số cái bộ phận khác thì nó không thể nào nó phân hủy cùng lúc được, cho nên dẫn tới là những cái sản phẩm này nó được cái là nó sẽ rẻ tiền và có thể mua được số lượng nhiều đó. Cho nên nhưng mà nếu bà con hiểu không rõ mà chúng ta lấy trực tiếp chúng ta gãi vào gốc thì tình huống gì sẽ diễn ra đó, thì sẽ còn một số tạp chất nó chưa phân hủy nè ha. Rồi cái nội tạng động vật thì khi nó thấm nước thì nó sẽ bung lên, nó bung lên và nó sẽ tạo ra những cái mùi để nó tiếp tục nó phân hủy đó. Đó thì những cái vi sinh vật bất lợi nó sẽ phân hủy cái việc đó, vi sinh vật có lợi cũng phân hủy cái việc đó, và nó sẽ thu hút một cái lượng côn trùng, ví dụ như ruồi hay là một số loài cuốn chiếu, những số loài mà ăn thịt đó, đó thì nó sẽ tới để nó ăn những cái thức ăn này, thì nó dẫn đến là nó sẽ ảnh hưởng cho cây trồng của chúng ta. Và đương nhiên thì tất cả những cái hữu cơ thì đa số sẽ có mùi nặng và nhẹ tùy theo nguồn gốc nữa quý vị. Có thể là gần đây thì một số cái nguồn hữu cơ nhập về ở dạng viên thì nó sẽ không còn mùi nữa. Tuy nhiên thì trước đây một số cái dạng phân gà bột và cái phân gà viên mà ở dạng là phế phẩm của chuồng trại thì đa số nó sẽ có mùi. Và phân hủy có thể là có những nguồn thì nó phân hủy đã tốt rồi, còn có những nguồn là chưa qua. Cho nên là bà con nên cẩn thận. Thì cái này nó cũng đơn giản, nếu như bà con mình mua cái những cái sản phẩm mà dạng sấy á thì về bà con có thể ngâm thử 1-2 kg vào trong cái xô bê của mình á, rồi xem mình đánh giá cái lượng tạp chất và những cái thành phần mà nó không tan á, thì chúng ta có thể cảm nhận được ha. Còn nếu mà chúng ta đã mua số lượng nhiều rồi thì có thể bung ra và chúng ta xử lý chi cô rồi thôi, thì sau đó nó quay một thì chúng ta vẫn sử dụng được chứ cũng không có ảnh hưởng gì. Rồi đây là một số thông tin cung cấp thêm cho bà con chúng ta, một số cái tình huống phổ biến mà trên vườn thì bà con đã gặp trong thời gian qua và chúng tôi đã có ghi nhận những cái thông tin này. Kính thưa quý vị, thì với những cái loại phân hữu cơ chưa quay mục này thì cái tác hại nó là gì? Thứ nhất là nó sẽ tạo ra chất độc hữu cơ, có nghĩa là những cái thành phần nào nó chưa có quay mục thì nó kết hợp với nước thì nó sẽ tạo ra những cái axit hữu cơ, và những cái chất này thì chưa phân giải được. Và axit hữu cơ thì nếu như nó tồn tại và nó tích tụ trên cái bề mặt của đất của cây trồng thì nó sẽ tạo ra độc chua ha. Và những cái chất này thì nó sẽ tạo ra độc tính cho cái rễ cây trồng trực tiếp luôn ha. Nếu mà con để trong thời gian dài thì cây mình sẽ dẫn đến tình trạng rụng lá, vàng lá là sẽ gặp rất là nhiều. Và đương nhiên thì với trong những cái hữu cơ chưa quay mục thì cái hệ vi sinh vật có hại thì nó vẫn còn phát triển rất là nhiều ha. Tại vì cái vi sinh vật có lợi mình nó chưa tấn công kịp, nó chưa hoạt động trên được những khu vực đó thì nó chưa bài trừ được những cái nhóm có hại này. Và chắc chắn một điều thì những cái dạng hữu cơ chưa quay mục thì cây trồng không hấp thu được ha. Cho nên thì cái chất độc nó sẽ tồn tại ở trên cái nền đất đó. Và sau một cái thời gian nữa thì cái vi sinh vật có lợi nó hoạt động thì nó mới tiêu diệt từ từ. Thì lúc đó thì cái cây trồng của chúng ta đã bị ảnh hưởng trong một cái thời gian dài rồi ha. Rồi kính thưa bà con, thì đây là một số cái biểu hiện ha. Thì cái này thì bà con cũng đã khá là quen thuộc rồi nên là chúng tôi cũng không đưa nhiều hình ảnh đâu. Rồi, rễ thì bị cháy hoặc là úng thì cũng có nhiều tình huống nha, nhưng mà chúng tôi không có cái hình úng rễ ở đây. Thì đây là một số cái biểu hiện cơ bản mà chúng ta sẽ gặp. Thì nó cũng giống tương tự như những cái biểu hiện khác, thì trong đó cái ngộ độc hữu cơ thì nó sẽ mức độ nó ít hơn.
cũng có nhưng mức độ nó ít hơn nhiều, và có thể là một số cái lỗ của cơ chưa quay màu bắt là bà con có thể cảm nhận được bằng mắt thường cũng thấy, tại chúng ta nhìn thấy cái màu của hố cơ mà khi nó thấm nước mà nó còn ẩm ướt hoặc nó sậm màu, hoặc là những cái chất chưa phân hủy thì nó sẽ bị phân hủy và chúng ta sẽ nhìn thấy được bằng mắt thường là nó thối ra, nó có mùi, nó sẽ tạo ra những cái dạng dung dịch mà gây độc cho cây trồng trực tiếp trên bề mặt thì chúng ta nhận thấy được. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi đến những bước xử lý nha. Kính thưa quý vị, thì thật ra đây là những cái tình huống cơ bản chúng ta có gặp, cho nên là việc xử lý nó cũng đơn giản chứ không có gì. Bước đầu tiên thì bà con sẽ kéo hết tất cả những hữu cơ chưa quay một này ra khỏi vùng rễ, thì coi như chúng ta đã hoàn thành cơ bản rồi đó ha. Nhưng mà nếu mà kéo ra thì những cái hữu cơ chưa quay một này bà con làm gì? Chúng ta có thể gom là thành cụm, có nghĩa là trong vườn mình có nhiều liếp thì có thể mình gom lại một cụm nào đó trên một liếp thôi, rồi xong rồi có thể chúng ta sẽ tiến hành xử lý vi sinh hay chico gì đó trở lại cũng được. Còn nếu bà con đã cảm giác là nó cũng đã gần quay một rồi thì chúng ta cứ đậy lại thôi, rồi chờ một thời gian sau nó quay một, cây trồng chúng ta phục hồi thì chúng ta xử lý trở lại cũng được. Hoặc là chúng ta gom hết ra trên một đống ổ rồi chúng ta xử lý hoàn toàn lại thì cũng được, chứ cũng không ảnh hưởng gì. Thì cái này nó sẽ tùy theo công lao động cũng như là cái diện tích của bà con mình ít hay nhiều thôi. Rồi đương nhiên thì sau khi đã kéo được cái chất độc ra thì chúng ta sẽ có bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ xử lý pH trên vườn. Thì nếu như một thời gian dài bà con mình đã để và ảnh hưởng rồi mới nhận ra, thì lúc đó thì chúng ta sẽ cần tưới đậm nước nha, có nghĩa là sau khi bà con mình đã lấy cái hữu cơ chưa quay một cái rồi thì nó sẽ còn lại những cái dinh dung dịch, những cái nước mà nó đọng ở trên cái mặt clip và đã cái trên cái mô của cây trồng của chúng ta đó. Đó thì chúng ta sẽ dùng nước chúng ta rửa bỏ, chúng ta cho chảy tràn hết những cái chất độc ra khỏi cái vùng rễ của cây ha. Rồi như vậy thì sau đó thì tận dụng cái điều kiện ẩm ướt đó thì bà con xử lý cái vôi trở lại, chúng ta gắt vôi một lớp mỏng trên xung quanh những cái vùng rễ bị ảnh hưởng đó, là coi như chúng ta đã nâng được cái pH của cây trồng sau vài ngày sau khi mà chúng ta gãy vôi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bước thứ ba này nó cũng đơn giản quý vị, thì sau khi mà bà con mình đã gãy vôi khoảng 4-5 ngày rồi thì vôi đã tan hoàn toàn, pH ổn định rồi. Thật ra nếu như mà cái lượng hữu cơ nó không có ảnh hưởng nhiều á thì cây trồng mình nó cũng không có quá nhiều vấn đề đâu. Rồi sau đó thì được thì bà con vẫn dùng humic ha, để mà chúng ta nhất cử lượng tiện, có nghĩa là chúng ta dùng humic để có hai vấn đề. Một là humic đưa vào cái lúc này thì humic nó sẽ làm một cái hệ đệm để giúp cho cây trồng giảm sốc và cái pH ổn định. Rồi xong rồi nó sẽ giữ lại những cái chất dinh dưỡng, tại lúc này cái rễ đang bị ảnh hưởng thì cây trồng không giữ được dinh dưỡng, cho nên là humic nó sẽ giữ dinh dưỡng lại rồi tạo điều kiện để tái tạo bộ rễ cũng như là tạo cái độ thông thoáng ở trong cái mô cây của chúng ta để mà cho cái rễ nó phát triển ra và kích rễ tạo rễ mới thì đây là gọi là nhất cử lượng tiện ha. Rồi nếu mà đối với những cái vườn mà đã bị nặng thì bà con có thể lặp lại, còn nếu không thì chúng ta sử dụng một lần thôi, thì sẵn mình kích rễ rồi mình tạo lại dinh dưỡng mới thì cây nó phát triển lại thôi, chứ vấn đề này cũng không có gì. Rồi thì mình xong bước thứ ba này, cơ bản thì cây nó đã bình thường rồi quý vị. Còn bước thứ tư này là một cái bước mình bổ trợ thêm, hoặc là mình kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật để mình quản lý nấm bệnh, sẵn thì mình có thể làm luôn thì cũng được chứ cũng không có gì. Đó là ví dụ như cây cũng có biểu hiện vàng lá nhẹ thì có thể bà con mình cung cấp cái amino acid là an toàn nhất và cây nó sẽ vượt qua cái điều kiện bất lợi tốt hơn. Hoặc là thích thì chúng ta cộng thêm một số loại vitamin, ví dụ như B1, B6, B12 gì đó, những cái dạng mà phun qua lá để bổ trợ thêm. Rồi có thể dùng rong biển để tưới gì đó thì tùy bà con muốn dùng cái hình thức nào nó cũng được để chúng ta bổ trợ thêm giải độc cho cây. Rồi nếu mà thích nữa thì có thể lặp lại, sau 3-4 ngày chúng ta lặp lại. Thì cái này không phải nói là thích thì mình làm nha, nhưng mà có nghĩa là mình đánh giá có những cây thì nó ngộ độc nặng, có những cây nó ngộ độc nhẹ, thì nếu mà những cây ngộ độc nhẹ thì bà con mình làm một lần thôi. Còn những cây nào nó nặng, chúng ta thấy có dấu hiệu rụng lá thì chúng ta có thể chăm sóc 2 lần cho những cái cây đó, thì để nó phục hồi cái độ đồng đều, tại vì trên vườn của chúng ta thì không phải lúc nào cái cây nó cũng đồng đều. Và đương nhiên cái lượng hữu cơ chúng ta cung cấp vô thì cũng có cây nó sẽ bị nặng và có cây nó sẽ bị nhẹ, thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho những cây bị nặng tốt hơn. Thì nó đơn giản như vậy thôi chứ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Rồi đây là một cái tình huống mà bà con sẽ gặp trong mùa mưa nhiều ha. Thì chắc có thể là trên một số vườn mà bà con chưa có kinh nghiệm nhiều sẽ gặp. Đó là bà con mình cung cấp một cái lượng hữu cơ quá nhiều trong vòng một lần. Và thường thì nó sẽ bị phân chuồn với phân gom á, bà con mình đổ vô 5-10 kg trên một cái mô cây á, thì nó sẽ bị tình trạng này. Hoặc là cái hữu cơ bột mà bà con mình không rõ thông tin á, mà mình cung cấp lần 2-3 kg hữu cơ bột trên một cái gốc cây nhỏ, hoặc là cây 1-2 năm gì đó mà bà con mình cung cấp quá nhiều và khi nó gặp điều kiện mưa. Đó thì cái lớp dài cm trên cái mặt mô đó quý vị, thì nó sẽ thấm nước và nó giữ cái nước lại trên đó.
và giữ nước trong một cái thời gian dài, đơn giản là một ngày thôi, là như vậy thì nó đã gây nín rễ rồi. Tại vì lúc này thì cái nước có và cái hữu cơ nó bám vào trên đó, thì cái dinh dưỡng của cái hữu cơ nó xung quanh đó, thì cái oxy nó không lọt vào trong vùng rễ được. Và cái cây mình nó nằm trong cái điều kiện ẩm ướt liên tục vậy thì rễ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ha. Và nếu mà con mình để lâu hơn nữa thì bắt đầu cái phytophthora và fusarium nó dựa vào cái điều kiện rễ yếu đó, nó sẽ tấn công vào. Kể cả nếu mà trong mùa mưa thì đối tượng nữa đó là anh tiến trùng ha, anh cũng sẽ tấn công vào những cái vết thương của rễ cây đó, thì nó sẽ gây cái hệ lụy phía sau thôi. Chứ còn nếu mà ảnh hưởng rễ một phần trong cái lúc mà cái hữu cơ gặp mưa thì nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà hệ lụy phía sau là nó vậy. Rồi một cái tình huống thứ hai nữa đó là cũng ít gặp nhưng sẽ bị, đó là bà con gãi cái phần hữu cơ á, mà chúng ta không có gãi dàn trải ra trên cái mô, không có gãi theo đường kính tán, mà chúng ta đổ một cái lượng trực tiếp vô trong cái vùng gốc, nghĩa là đổ ngay cái gốc cây luôn đó, thì như vậy thì gây nín rễ ha, tại vì oxy nó sẽ không lọt, nó không xuyên qua cái gốc cây và đi xuống vùng rễ bên dưới được. Thì thông thường thì chúng ta gãi phân thì chúng ta cũng phải chừa cách ra 5-10 cm cho với cây nhỏ, và nếu như cây lớn thì cách ra 1-2 gang quý vị, để cái vùng ở đó là chúng ta không có gãi phân, chúng ta không có tác động trong đó, nó không có rễ nhiều và chúng ta cũng không có kích rễ trong đó, mà chúng ta kích rễ từ nửa tán trở ra phía ngoài đó, thì phía trong đó là để tạo điều kiện cho cái oxy nó đi vào trong vùng rễ, thì có cái oxy thì cây trồng của mình nó sẽ hoạt động tốt hơn đó. Thì nếu như bà con mình sử dụng cái hữu cơ, mình gãi bít vô cái vùng gốc đó, đặc biệt là cho những cái cây con mới vài tháng ha, mình dùng khoảng chừng 300-400 gram mình đổ bít gốc cái lại rồi thì chắc chắn thì nó sẽ xảy ra vấn đề ngay lập tức thôi. Rồi thì đây là cũng là thêm một cái tình huống nữa, thì cách khắc phục của chúng ta thì nó cũng sẽ tương tự và nó sẽ đơn giản hơn cái ngộ độc hữu cơ chưa qua lúc nãy. Rồi thì xử lý thì cũng tương tự, thì bà con chỉ cần lấy bớt cái lớp hữu cơ này ra thôi, tại lớp nó dày quá mà hữu cơ này đã quay rồi thì nó không sao, thì bà con lấy bớt ra để mình giảm cái lượng nước tấn công lên trên cái mô của cây trồng, rồi mình cứ gom lại hoặc là chúng ta can ra làm cho nó mỏng xung quanh cái vùng mô của nó luôn, để cho nó khô vài bữa, tại vì trong điều kiện mình gặp mưa mà, thì sau cơn mưa đó 1-2 ngày rồi đó thì nó cái hữu cơ này nó gáo lại ở trên cái nền đất của mình, nó ổn định trở lại thì chúng ta sử dụng, thì chúng ta kéo cái hữu cơ nó quay trở lại thôi đó, thì chúng ta để xung quanh cái mô nó luôn thì nó sẽ tiện cho bà con mình xử lý sau này. Rồi kính thưa bà con, thì nếu như sau khi mà chúng ta đã xử lý xong cái lớp hữu cơ dày này rồi thì cái việc gãy bôi nó sẽ phụ thuộc tùy, ví dụ như chúng ta mới gãy hữu cơ ngày hôm qua, chúng ta gặp một cơn mưa đêm hôm và qua bữa nay chúng ta kéo cái hữu cơ ra bỏ ra thì được rồi, không cần phải xử lý gì nhiều đâu, tại chưa có ảnh hưởng gì cả. Còn nếu mà chúng ta cứ gặp, chúng ta đã kéo hữu cơ ra rồi mà chúng ta cứ gặp liên tục, bữa nay mưa, mai mưa, mốt mưa vậy, thì chúng ta sẽ gãy một cái lớp vôi mỏng để chúng ta hỗ trợ nhiều để cho cây trồng nâng cái pH và sát cái nấm khuẩn để mà tránh cái tình trạng nấm bệnh nó sẽ tấn công vào cây, thì như vậy nó cũng tốt. Còn nếu mà chỉ gặp một cơn mưa thôi thì chúng ta cũng không có cần phải xử lý để cho bà con mình đỡ công hơn. Rồi như vậy thì bước thứ 3 với bước thứ 4 có cần làm hay không? Rồi nhà bước thứ 3 và bước thứ 4 khi bà con mình cung cấp những chất hỗ trợ thì tùy ha. Tại vì cái hữu cơ này đã hữu cơ đã quay một rồi và chúng ta chỉ gặp trong một cái tình huống ngắn là gặp mưa thôi thì bà con mình xem xét thì có thể không cần làm cũng được. Còn nếu mà cứ mưa nắng liên tục thì ảnh hưởng cây trồng thì bà con mình có thể bổ sung, hoặc là đúng cái thời điểm mà chúng ta cần kích rễ cho cây thì mình cứ sử dụng humic thì cũng được. Hoặc là trong điều kiện mùa mưa thì bà con mình có quản lý những cái nấm bệnh đó, thì có thể mình kết hợp luôn với amino acid hoặc vitamin mình phun hỗ trợ cho cây thì nó cũng bình thường chứ cũng không có ảnh hưởng gì. Thì cái điều này nó sẽ tùy qua mức độ nặng nhẹ trên vườn và tùy theo cái lượng mưa trong những cái ngày đó. Còn nếu mà sau cái cơn mưa đó nắng lại tốt rồi thì thôi, bà con đợi khi mà kết hợp cùng với thuốc bảo vệ thực vật quản lý thì mình làm. Rồi kính thưa quý vị, thì video này cũng khá là đơn giản, đó là những cái tình huống mà chúng ta sẽ gặp hàng ngày trong cái việc mà bà con mình sử dụng cái hữu cơ trên vườn. Thì chúng tôi sẽ tóm lại một số cái tình huống bà con mình dễ gặp và những cái bước xử lý ưu tiên. Thì chúng tôi lặp lại là những bước quan trọng nhất là đã bị chất độc hữu cơ thì bà con loại bỏ chất độc hữu cơ theo nhiều cách. Chúng như chất độc hữu cơ quay một thì chúng ta sẽ kéo ra, còn để xung quanh mô rồi sau đó xử lý lại. Còn nếu mà chưa quay thì chúng ta xử lý lại thôi. Rồi xử lý vi khuẩn hay không, xử lý nấm hay không, sử dụng vôi hay không thì tùy theo tình huống thì nặng này chúng ta làm. Hệ điểm humic thì nếu như mà đã là hữu cơ không quay một thì chúng ta mới cần hệ điểm, còn nếu mà hữu cơ đã quay một rồi đã kéo ra liền rồi thì cũng không nhất thiết phải sử dụng. Nhưng mà nếu mà cần kích rễ thì chúng ta vẫn sử dụng humic bình thường. Rồi những chất bổ trợ thì trong điều kiện nhẹ thì thôi cũng không cần xử lý, còn nếu mà trong điều kiện nặng thì bà con có thể sử dụng một lần, hoặc là đó những điều kiện quá nặng cho những cây quá suy yếu thì có thể làm hai lần, thì tùy theo tình huống. Thì chúng ta sẽ ưu tiên một là kéo chất độc ra, thứ hai đó là pH
Thứ ba đó là hệ điện humic, và cuối cùng mới tới những chất bổ trợ ha. Để tránh tình huống là chỉ hỏi những cái chất thuốc bổ trợ thôi, còn những cái tình huống khác thì không xử lý thì không được.